Oan hồn trong xóm trọ. Quê ở Thanh Hóa, từ thuở còn là sinh viên đến nay, giống đa số các bạn sinh viên ngoại tỉnh khác, Thanh đã chuyển qua vô số các nhà trọ trong nhiều vùng đất của Hà Nội. Gần đây nhất là một nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Do xích mích với chủ nhà và cảm thấy môi trường làm việc nơi đây không phù hợp với công việc vốn phải làm ở nhà nhiều, Thanh quyết định chuyển chỗ. Không vất vả lắm, Thanh tìm được một chỗ ở mới khá vừa ý với một cái giá phải chăng gần phố Chùa Láng. Sau một thời gian chuyển đồ đạc và ổn định chỗ ở, Thanh bắt đầu tìm hiểu thêm về môi trường mới của mình. Đây là một xóm trọ vừa phải với 8 phòng khép kín, gồm hai dãy mặt đối mặt với nhau và một lối đi ở giữa. Mỗi phòng rộng khoảng 14m2. Có một điểm khá đặc biệt so với các xóm trọ khác là hầu hết người thuê phòng ở đây đều đã đi làm. Cùng dãy với phòng Thanh, phòng ở ngoài cùng thuê bởi một cô gái vũ trường chính hiệu với đặc điểm quen thuộc của những cô gái làm nghề này. Ngủ cả ngày và chỉ đi làm sau 7 giờ tối. Cô nàng hầu như không tiếp xúc và cũng chẳng chào hỏi ai bao giờ. Tựa như xung quanh cô ta chẳng có ai vậy. Những bộ quần áo khiêu khích đến cùng cực của cô ta khiến Thanh nhiều lần muốn bắt chuyện hầu khai thác thông tin. Tuy nhiên cô nàng chưa bao giờ cố ý tiếp chuyện hay bất cứ một ai khác kể cả Thanh. Vậy lấy định viết một câu chuyện về gái vũ trường của Thanh đành gác lại. Phòng cuối cùng của dãy là một chàng công an trẻ mới ra trường tên Tú. Đây là một con người khá kỳ dị. Chưa bao giờ Thanh thấy anh ta có mặt ở nhà mà không say xỉn. Anh ta thường đi làm suốt ngày và chỉ trở về nhà vào buổi tối khi đã say bét nhè. Sát phòng Thanh là một anh chàng còn khá trẻ, suốt ngày bận rộn với những triết lý, những tư tưởng cao siêu. Đó là một người làm ở văn phòng chính phủ, tên Lai. Anh ta đã từng thuyết giảng cho Thanh hàng giờ một cách say mê về tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa duy vật tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, một người cộng sản mẫu mực. Thanh tự nhủ, rất may anh chàng này cũng ít khi có mặt tại nhà. Hai phòng đầu của dãy còn lại được thuê bởi những người lao động phổ thông, gồm 6 người, 3 nam ở một phòng, 3 nữ ở một phòng còn lại. Họ sống kham khổ, ăn uống tiết kiệm một cách tối đa và làm việc cũng một cách tối đa. Ít khi họ về trước 10 giờ đêm và cũng ít khi thức dậy sau 5 giờ sáng. Phòng cuối cùng của dãy là một căn phòng còn trống, Thanh chưa từng thấy ai nhắc đến căn phòng này. Mà thực ra, một căn phòng trống cũng chẳng có gì thú vị đáng tìm hiểu. Thanh chỉ hơi lạ ở chỗ, căn phòng này kín đến mức khó tin, và một điểm nữa là không có ai hỏi thuê. Có lần Thanh đề cập đến bà chủ nhà, bà ta bảo rằng căn phòng này chưa được hoàn thiện và không thể ở. Cô nàng sinh viên, cạnh căn phòng trống đối diện với phòng Thanh là phòng của một cô sinh viên đại học ngoại thương năm thứ 3 tên Thu. Cô sinh viên này Thanh có nhiều dịp tiếp xúc và ngay lập tức dành cho nàng nhiều cảm tình. Nàng vui tính, dí dỏm và đặc biệt rất thông minh. Nàng thường phản bác lại những triết lý mà một người đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm trên văn trường như Thanh cho là đúng. Đôi khi nàng thắng và Thanh đành chấp nhận thay đổi quan điểm của mình. Nàng đi học cả ngày, Thanh chỉ gặp được sau 6 giờ chiều là thời điểm nàng tan học. Họ thường bàn chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Những ý kiến của nàng luôn khiến cho Thanh thán phục hoặc mỉm cười. Đôi khi Thanh cười thầm tự nghĩ, dường như xóm trọ này sinh ra chỉ để cho hai người, bởi vì những người xung quanh hoặc là không có nhà hoặc là không quan tâm đến những gì xảy ra. Ban đêm khi anh chàng công an được rượu đưa vào giấc ngủ, anh chàng văn phòng chính phủ mệt mỏi với những triết lý mà anh ta đã nói cả ngày ở khắp mọi nơi, đang ngáy khò khò. Những người lao động phổ thông thì chưa về hoặc là đã đi ngủ. Cô gái vũ trường đi làm thì điểm hẹn trước nhà lại thành nơi lý tưởng cho Thanh và nàng ngồi tâm sự. Họ thường mang ra hai chiếc ghế con, ngồi đối mặt và nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thời gian trôi đi, càng ngày Thanh càng cảm thấy nàng có một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Lúc này những tác phẩm của Thanh luôn phảng phất hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, không những ảnh hưởng đến ngòi bút của Thanh, hình ảnh của nàng dường như còn làm đảo lộn cả nếp sống, phong cách, cá tính của cậu. Trước đây, những khi có liên hoan hoặc những khi tụ tập, Thanh hầu như không quan tâm đến chuyện ở lại hay về, cậu sẵn sàng ngủ là nhà bạn hay thậm chí bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Nhưng giờ đây, ngay cả khi say bí tỉ, Thanh cũng luôn cố gắng lết về nhà bằng được. Trái tim cậu tan ra như trước những lời ân cần hỏi han lẫn trách móc của nàng. Khi nàng âu yếm dìu cậu vào phòng, mùi hương từ cơ thể khiến cậu tỉnh rượu. Những lúc như vậy, cậu luôn tỏ ra mệt mỏi hơn mức cần thiết để được nàng quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Lúc này anh chàng công an có vẻ như cố gắng tiếp cận với cậu, nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến Thanh khó chịu. Thanh có cảm giác anh ta gây gổ với mình vì cho rằng cậu lấy mất một cái gì đó.
Cái mà anh ta yêu quý nhưng lại nằm ngoài tầm với. Hành nghĩ anh ta có ghen tị, bởi vì rõ ràng là Thu rất có cảm tình với cậu. Điều đó dù không ai nói nhưng tất cả mọi người đều biết. Một đêm Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa thì chàng công an từ đầu nhảy đến. Anh ta đặt cả hai tay lên vai cậu và nói lè nhè nồng nặc mùi rượu. Mày đã gặp nó phải không? Mày đã yêu nó phải không? Chúng mày, con điếm đó. Thành hết sức khó chịu với những lời lẽ sỗ sàng. Cậu đẩy hẳn chàng ta, nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể. Anh còn nói về Thu như vậy một lần nữa, tôi sẽ đấm vỡ mồm anh ra. Chàng công an trợn tròn đôi mắt đầy những tia máu vằn vện, chỉ tay vào mặt Thanh, nói trong sự sợ hãi. Thu à, thôi chết cụ mày rồi. Ban đầu Thanh nghĩ hắn sẽ lao thẳng vào mình, nhưng không, lúc đó đôi mắt hắn đỏ hoe tựa hồ, muốn khóc, rồi quay mặt đi thẳng vào phòng, đóng cửa chặt lại. Một lúc sau đó, Thanh có thể nghe rõ tiếng cười man dợ phát ra từ phòng hắn. Một lúc sau nữa là những tiếng gào, dường như hắn đã cố gắng kiềm chế để tiếng gào đó không phát quá lớn. Thanh kể chuyện đó với nàng, nhưng nàng không để tâm cho lắm. Chỉ đến khi Thanh gặng hỏi giữa nàng và hắn có chuyện gì, nàng mới ngập ngừng giải thích. Hắn thích em, nhưng em không thích. Hắn cục cằn thô lỗ và hay rượu chè. Em kinh tởm hắn. Hôm sau, chàng công an không còn cố gắng tiếp xúc với Thanh nữa. Anh ta say nhiều hơn và về nhà muộn hơn. Thời gian trôi đi, cái gì đến cũng phải đến. Thanh ngỏ lời yêu và nàng nhận lời yêu Thanh mà không cần suy nghĩ. Đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Thanh ngỡ như đến bây giờ, cuộc sống của cậu mới thực sự có ý nghĩa, có mục đích. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đều đẹp hơn, đáng yêu hơn, công việc của cậu trở nên thú vị hơn và những sự bực dọc thường ngày cũng bớt căng thẳng hơn. Giống như bao cặp đôi khác, họ có với nhau những lời thề, những hứa hẹn, cái nắm tay và nụ hôn. Tóm lại họ hạnh phúc và sung sướng như tất cả các cặp đôi yêu nhau khác trên thế gian. Tuy nhiên Thanh cho rằng mình lại là người hạnh phúc nhất, đại khái đó là cảm giác của người đang yêu, vì vậy xin không nhắc đến nhiều. Bóng đen trên mái nhà. Đêm đó đang ngủ, một cơn ác mộng khiến Thanh giật mình tỉnh giấc. Trong lúc cố gắng vỗ về giấc ngủ, cậu bỗng cảm thấy có người đang hát ở quanh đây. Thanh nín thở, lắng tai, đúng là có tiếng hát thầm phát ra từ phía căn phòng trống. Cậu rất ngạc nhiên, không rõ ai còn thức để mà di dâm vào giờ này. Thanh với tay lấy chiếc điện thoại, bấm vào một phím bất kỳ để bật đèn màn hình. 1:12 sáng, đây là giờ mà đáng lẽ mọi người phải ngủ say. Trong xóm chẳng ai có thói quen thức khuya, kể cả hai người thức khuya nhất là Thanh và Thu cũng đều đi ngủ trước 12 giờ. Tò mò, Thanh nhủng dậy ghé mắt qua khe cửa sổ, quan sát. Những cảnh tượng Thanh nhìn thấy khiến cậu rùng mình sởn gai ốc. Trên mái bro xi măng của căn phòng trống, một bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Điều khiến cho Thanh lạnh sống lưng là tuy ngồi trên mái nhà nhưng chân của bóng đen dài gần chạm đất. Nó đung đưa như những đứa trẻ con vẫn làm vậy khi ngồi trên những chiếc ghế cao hoặc những vị trí mà chân không chạm được đất. Hai tay bóng đen cầm hai sợi dây, ở điểm cuối mỗi sợi dây thắt lại thành vòng tròn, nhìn như hai chiếc vật cầu lông cầm ngược. Đấy là hai chiếc thòng lọng, chúng cũng đang đong đưa như hai chân bóng đen vậy. Vừa ngồi đong đưa chân, bóng đen vừa lầm nhầm bài hát thầm. Ban đầu Thanh không nghe rõ, nhưng sau một lúc tập trung, cậu nghe được vài câu trong bài hát. Gió lạnh đêm hè mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay, lòng mang một mỗi niềm u uẩn, chờ mong người mãi ai có hay. Đây là một bài hát hoàn toàn lạ, Thanh chưa nghe bao giờ. Nhịp điệu bài hát khá dịu dàng, đều đặn, được hát bằng giọng hát âm thầm, làm cho người nghe có cảm giác người hát mang một nỗi buồn miên man không bao giờ dứt. Tiếp đến lại một bài hát khác. Nếu anh là tấn diều, em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay đâu. Cũng là một bài hát lạ, nhịp điệu vui hơn nhưng vẫn được hát với giọng hát thầm, khiến người nghe có cảm giác người hát có một ước muốn thật giản dị, nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực. Trong một giây phút xuất thần, Thanh như hòa nhịp cùng bóng đen ma quái. Cậu say mê lắng nghe giai điệu, những ngón tay sờ soạng một cách vô thức lên song cửa sổ như đang gõ nhịp. Tâm hồn cậu như muốn thoát ra khỏi cơ thể, nó bay theo nỗi buồn hay những niềm vui mà bài hát mang lại. Bất chợt, tiếng ho của anh chàng công an kéo Thanh trở về thực tại. Cậu nhận thức được trước mắt mình là một con ma, một dạng yêu quái, chứ không phải một người nghệ sĩ,
và hai cái dây thòng nặng kia biết đâu để dành cho cậu. Thanh sợ cứng người, cậu muốn la lên một tiếng nhưng có một cái gì chẹn lại nơi cuống họng khiến cậu không thốt lên. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh tay vào cửa sổ cái rầm. Cánh cửa mở tung, trước mắt Thanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Cậu cố nhìn kỹ nhưng chẳng có bóng đen nào, cũng chẳng có đôi chân hay dây thòng lọng nào hết. Có lẽ là ảo giác, Thanh tự nhủ. Mặc dù trong lòng cậu không tin đấy là ảo giác một chút nào. Cậu bật điện lên và đi vào phòng tắm thay quần áo, vì bộ quần áo cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm ấy, cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen, đôi chân dài ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát thực sự khiến Thanh rợn tóc gáy. Từ đấy cho đến sáng, cậu không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác sau lưng mình, trên trần nhà, trong nhà vệ sinh hay bên ngoài bức tường có những thây ma mặc áo dài với đôi mắt trắng dã không tròng, hay những bóng đen bất động cùng hàng răng lởm chởm, những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân che kín mặt mũi đang nhìn cậu chăm chăm. Tóm lại, tất cả những gì cậu hấp thụ được qua những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần cậu. Con người là thế, người ta có thể sống rất nhiều năm không sợ hãi dù đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu. Nhưng chỉ một sự kiện kích thích là tất cả những thứ ấy sẽ như quả bom nổ chậm, quay về dây vò tinh thần họ. Hôm sau, Thanh kể lại cho nàng nghe câu chuyện rùng rợn ấy. Nàng nói rằng Thanh làm nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện đó nữa. Thanh không nhắc đến chuyện ấy trước mặt nàng, nhưng cậu không thể nào thoát ra được nỗi ám ảnh của những bài hát. Cậu lẩm nhẩm chúng khắp mọi nơi, lúc ăn, trước khi đi ngủ, trong lúc làm việc. Trong những giấc mơ, cậu thường xuyên gặp lại bóng đen cùng hai sợi dây thòng lọng. Nó đi lại đầu giường trên đôi chân dài như hai cây sào, đưa những ngón tay xù xì vuốt ve lên khuôn mặt cậu, hát cho cậu nghe, rồi từ từ cúi xuống, vén những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy. Thanh hét lên, chẳng phải khuôn mặt của Lai, anh chàng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nham nhở và đáng sợ làm sao, hàm răng lẩm chẩm trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoằng rớt rãi lòng thòng, đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, bên khóe mắt những con dòi bọ đang bò lủng ngủ. Thanh hoảng sợ giơ tay cố đẩy khuôn mặt ấy, nhưng đụng đến đâu, từng mảng thịt thối rữa rớt ra đến đó, cho đến lúc cả cái đầu của bóng đen chỉ còn là một chiếc đầu lâu trắng ẩn, thì nó rớt xuống, lăn lồng lốc trên nền nhà như một quả bóng. Giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm, nhiều đến nỗi mà giờ đây mỗi khi gặp Lai, Thanh lại rùng mình. Lai không biết điều đó, anh ta vẫn vô tư kể cho Thanh nghe một cách thao thao bất tuyệt về cuộc cách mạng vô sản Nga, về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản, về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình. Dây thòng lọng mắng đi một thời gian, một hôm Thanh có việc phải về muộn. Cậu trả tiền taxi từ đầu ngõ và đi bộ vào, hít một hơi thật dài để tiễn biệt mùi hơi đất ẩm ướt của trời đêm. Thanh bước vào khu nhà trọ, để không làm phiền mọi người, Thanh cố bước thật nhẹ. Cậu bỗng khựng người lại, giọng hát ấy, cái đầu thì thào đều đặn, như đàn xót vào tai Thanh những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ. Thanh chết điếng, từng dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu như muốn ngất xỉu. Cậu muốn quay lưng chạy thật xa và quên đi tất cả những chuyện ma quái. Thế nhưng, như một phản xạ vô điều kiện, đôi mắt cậu tự động nhìn về phía căn phòng trống. Cửa căn phòng hé mở, từ bên trong ánh sáng leo lét như ánh nến thoát ra ngoài. Từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đấy. Như người bị thôi miên, Thanh đứng thững, bước về phía căn phòng. Những giai điệu của bài hát như trải thảm dưới chân mời gọi cậu. Cậu có cảm giác mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi xung quanh. Trên nền giai điệu của những bài hát được hát bằng cái giọng thì thầm mà đêm nào Thanh cũng mơ thấy. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và tôi sẽ xa em trong một sớm mai, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Khi Thanh đến nơi, cửa căn phòng tự động mở và cậu có thể quan sát tất cả những gì từ bên trong. Thanh sững người, cảnh tượng cậu nhìn thấy vừa rùng rợn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Trên trần nhà có hai sợi dây thòng lọng, nhưng dưới sợi dây bên trái có xác một cô gái mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc dài mềm mại của nàng phủ lên đôi vai rũ xuống vì không còn sinh khí,
Cái xác quay mặt vào tường nên Thanh không thể nhìn rõ. Sợi dây bên phải không có gì, hai sợi dây nhưng chỉ một cái xác. Dưới nền nhà là một vòng hoa lớn, diện tích khoảng 1 mét vuông, được kết thành hình trái tim từ những bông hồng trắng. Viền của vòng hoa này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Trên tường, ngay sau xác cô gái, là một bài thơ được viết bằng máu. Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị, được ở mãi bên người mình yêu, được cùng chung những dòng nước mắt, chung niềm vui và cả những nỗi buồn. Anh đang nhìn cái gì thế? Một tiếng nói lạnh như mùa đông phát ra từ bên phải Thanh. Cậu giật bắn người quay lại. Cô gái vũ trường đang đứng ngay cạnh cậu. Cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị, như thể trên cổ cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Thanh lúng túng. Tôi... Cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng và quay lại nhìn. Lại một lần nữa Thanh chết điếng người. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mở. Không có dây thòng lọng, không có cây xác, cũng chẳng có vòng hoa. Thanh cảm thấy choáng váng. Cậu không biết phải giải thích thế nào với cô gái này. Cậu hỏi lại cô ta, cô không nhìn thấy gì à? Có, tôi thấy anh trợn mắt đứng nhìn vào cánh cửa căn phòng. Anh đang thôi miên nó hả? Cô ta trả lời và cười. Cô à, có một nụ cười nhẹ nhàng khác xa với điệu cười thô lỗ mà các cô ca ve vẫn hay cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh thấy cô ta cười. Thanh cảm giác có một cái gì rất quen thuộc gần gũi ở điệu cười của cô, mà lúc này cậu không thể nào cắt nghĩa được. Cậu thấy thật mỉa mai thay cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Không lẽ phải giải thích câu chuyện ngu ngốc vừa rồi với một cô ca ve? Cô ta không phải loại người có thể tin tưởng được, và ngược lại cậu cũng không tin cô ta. Cô ta sẽ không ngần ngại nói rằng cậu là thằng khin và cười vào mũi cậu. Người duy nhất cậu có thể nói lúc này là Thu. Tiếc rằng Thu đã về quê ở Hưng Yên từ 3 hôm nay. Không có gì, hôm nay cô không đi làm sao? Thanh nói lảng đi và nhìn vào ánh mắt cô ta thăm dò. Đây là việc của tôi, anh không sao chứ? Cô ả trả lời nhìn Thanh với ánh mắt nghi hoặc. Tôi ổn. Nói rồi Thanh chào từ biệt và mở khóa phòng. Cậu thấy mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp. Trước khi bỏ đi, cô gái còn nói thêm với Thanh. Anh nhìn thấy gì thì nói cho tôi biết. Tôi tên Nhung. Mới đầu cậu nghĩ Nhung đang bỡn cợt mình, nhưng khi quay lại nhìn cô ả, Thanh ngạc nhiên với thái độ. Cô nàng không có vẻ gì là cợt nhả. Cậu ậm ừ cho qua câu chuyện, rồi đóng cửa, nằm vật ra giường và suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa rồi. Những bông hoa, những sợi dây, bóng đen, xác cô gái, những cây nến, tất cả như đang nhảy múa xung quanh cậu, trong nền là những bài hát thì thầm. Thanh ước gì có Thu ở đây. Thu đã về quê được 3 ngày, nàng ra bến xe, bắt xe về quê ngay sau buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè. Thanh muốn đưa nàng ra bến xe hoặc đưa nàng về tận Hưng Yên luôn. Nhưng Thu nói rằng nàng không muốn làm phiền cậu đến thế. Nàng vẫn luôn như vậy, tự lập và cá tính. Thu không nói rõ ràng sẽ nghỉ hè trong bao lâu, nhưng nàng hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Nàng cũng rất khổ sở khi phải xa Thanh. Thanh nghĩ có lẽ cậu phải xa Thu trong khoảng 1 đến 2 tuần. Thu nói nàng không thể ra sớm hơn được vì bố mẹ nàng ở quê cũng rất mong đợi. Thanh không thể ích kỷ bởi vì thời gian Thu và Thanh ở gần nhau nhiều hơn hẳn thời gian nàng ở gần bố mẹ. Thanh lại để điện như vậy cả đêm, nhưng cậu không ngủ. Cậu nằm thu mình vào một góc, một tiếng động nhỏ cũng khiến tim cậu đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đôi lúc cậu muốn nhìn qua khe cửa về phía căn phòng trống, nhưng không đủ can đảm. Cậu sợ phải nhìn thấy những hình ảnh ma quái, sợ giai điệu những bài hát, mặc dù lúc này trong bụng cậu đang lẩm nhẩm lại chính vài bài hát cậu vừa nghe được. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và rồi tôi sẽ xa em trong một sớm mai, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Nó cuốn hút đến kỳ lạ khiến cho Thanh, mặc dù đang ở trong tâm trạng sợ hãi đến tột cùng, cũng không thể nào quên được. Cậu có cảm giác là đọc nó lên, cậu bớt căng thẳng hơn, mặc dù nhớ đến nó tức là nhớ đến những hình ảnh quái đản vừa rồi. Đêm hôm ấy, không có thêm chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh không ngủ được. Cậu thức trắng và cho đến sáng cậu mệt mỏi gần như ngất đi. Cậu gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ và nhắm mắt lại ngủ một giấc dài. 3 ngày tiếp theo, Thu vẫn chưa ra. Nàng thường xuyên nhắn tin cho cậu, nhưng điều đó hình như chỉ làm Thanh nhớ Thu hơn mà thôi. Trong 3 ngày không có chuyện gì, nhưng Thanh luôn bị căng thẳng thần kinh. Cậu nhẩm đến thuộc như cháo chảy giai điệu ma lời của tất cả các bài hát ma mị mà cậu nghe được. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chúng quyến rũ cậu đến mức như vậy.
trong đầu Thanh đưa ra hàng vạn câu hỏi mà cậu không biết phải trả lời ra sao. Ai là tác giả bài hát? Liệu những gì cậu thấy có phải là ảo giác? Nếu là ảo giác thì giải thích ra sao về những bài này? Hay những bài hát ấy cũng do chính cậu là tác giả, chính cậu sáng tác trong lúc vô thức, lúc gặp ảo giác mà cậu không biết? Lẽ nào cậu có những khả năng sáng tác tiềm tàng như vậy mà không ý thức được? Những trường hợp này trong lịch sử không phải là hiếm, nhưng cậu mới chỉ nghe người ta giải toán, tìm ý tưởng phát minh trong những giấc mơ, chứ không trong lúc thức như cậu thì chưa nghe nói bao giờ. Hay những lúc nhìn thấy hình ảnh ma quái là lúc cậu đang ngủ, cậu mộng du. Giả thuyết này cũng không thuyết phục lắm, bởi vì những hình ảnh, những hồi ức ấy thực đến mức cậu không thể nghĩ được rằng đang mộng mị. Những đêm dài không ngủ, Thanh lang thang trên mạng, vào các diễn đàn lớn chuyên nói về ma quỷ, tham khảo mong tìm được một trường hợp giống mình. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra các trang truyện được member của các diễn đàn post lên đa phần là chuyện hư cấu, mang tính chất rùng rợn, kích thích trí tưởng tượng, dọa người khác là chính. Nó vô tình làm cho cậu tưởng tượng nhiều hơn và do đó cậu cảm thấy sợ hơn. Như con ma mà cậu luôn tưởng tượng đang ở sau lưng, kể từ hôm gặp bóng đen trên mái nhà, giờ đây có thêm rất nhiều hình thù mà cậu thu thập được sau 3 hôm nay trên các forum. Nào là ma chết trôi, ma nữ giữa đường, ma không chân, ma chỉ trỏ, ma trâu treo trên cành cây, đến đủ các loại quái thú đầu chó mình cọp ăn thịt người, không ngừng được cậu nhập vào bộ nhớ. Chán nản, Thanh tắt máy đi và đi ngủ. Trong giấc ngủ, Thanh lại thấy căn phòng trống, thấy trái tim hoa, thấy hai dây thòng lọng và thấy xác cô gái treo trên chiếc thòng lọng bên trái. Nhưng lần này, xác cô gái đong đưa và nó quay lại từ từ đối mặt với cậu. Đầu cô gái gục xuống trên sợi dây, mái tóc xóa xuống che lấp một phần khuôn mặt. Bất chợt cô ta ngẩng mặt, ngoác miệng cười với Thanh. Lại là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt anh ta trắng bệch như thạch cao, đôi mắt vẫn trắng dã không tròng và cái miệng chì chít những chiếc răng nhọn đen như gai bổ kết. Cái xác vẫn thế, lơ lửng đong đưa, hai bàn tay rũ xuống, chỉ duy có cái đầu và khuôn mặt của Lai trên thân xác bất động ấy lại cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng, lúc lắc, rồi đôi mắt không tròng ấy đá lông nheo với Thanh. Cái miệng đầy răng mím lại và chu ra như muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió, rồi ngoác ra, lè lưỡi như trêu người. Rồi cả sợi dây di chuyển, cái xác di chuyển, cái đầu di chuyển, nó tiến nhanh, lao về phía Thanh, và cái xác rơi bịch xuống, đè lên người cậu. Thanh giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước những câu chuyện này? Đột nhiên, Thanh nảy ra ý nghĩ, cậu đến bàn làm việc, bật máy tính cùng trình duyệt web Firefox. Cậu truy cập Google, đánh dòng chữ, gió lạnh đêm hè mắt đá cay và Enter. Không có kết quả nào tương thích, Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà không có dấu ngoặc kép. Thanh tiếp tục tìm kiếm với các cụm từ của hai bài hát cậu nghe được. Gió lạnh đêm hè mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay, lòng mang một nỗi niềm u uẩn, cho mong người mãi ai có hay. Nếu anh là cánh diều, em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay đâu. Vô ích, dù cậu tìm kiếm theo kiểu gì đi nữa, cũng không có một kết quả nào tương thích. Cậu bắt đầu tin vào giả thuyết những bài hát này do chính cậu sáng tác trong những mộng du, hoặc là những bóng ma kia hoàn toàn có thật. Chán nản, Thanh gõ một cái máy, cụm từ em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, và hộp tìm kiếm và Enter. Kết quả hiện ra, không thể nào tin nổi. Không như hai bài thôi trước, bộ máy tìm kiếm của Google đã trả về một số kết quả với link trang web cụ thể, có cụm từ này và tất cả cụm từ tiếp theo của bài hát. Click vào link ngay đầu, Thanh thấy hiện ra một bài thơ khá dài, trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết. Tựa đề của bài thơ là Một cơn mưa buồn và tác giả có bút xanh Góc nhìn. Góc nhìn là ai? Anh ta làm bài thơ này khi nào? Và ở đâu? Thanh gõ vào Google từ Góc nhìn, nhưng kết quả trả về quá nhiều và không đưa đến một cá nhân cụ thể. Bởi vì Góc nhìn là một tính từ khá phổ biến nên dễ hiểu là có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thanh ghép hai cụm từ Góc nhìn và Một cơn mưa buồn vào và tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng Thanh. Cậu đã có thông tin về con người này. Trong một quán cà phê trên phố Chùa Láng, Thanh ngồi sốt ruột đợi Góc nhìn.
một chàng thanh niên có dáng người tầm thước gầy bước vào quán. Anh ta rút điện thoại bấm số và nhìn quanh. Điện thoại của Thanh reo vang. Cậu giơ tay lên với anh chàng nọ. Anh ta bước lại. Thanh cười và nói, em đang đợi anh, admin trang web Chín Sinh. Có phải anh không ạ? Chàng thanh niên cười xác nhận, phải, còn cậu là Thanh. Hai người nói chuyện xã giao và giới thiệu nhau về một lát. Góc nhìn là một người ít nói và nói rất nhỏ. Anh ta có vẻ thận trọng trong giao tiếp và ít khi cười. Điểm đặc biệt nữa là anh ta chỉ cười nhẹ, cười nửa miệng chứ không bao giờ cười to. Tuy nhiên không vì thế mà góc nhìn ít cởi mở. Ngược lại anh ta rất thẳng thắn và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Thanh đưa ra. Đặc biệt khi biết Thanh là phóng viên, góc nhìn đã tỏ ra có thiện cảm hơn nhiều với cậu. Anh ta nói đùa, một tuần cậu bịa được bao nhiêu bài báo? Góc nhìn cho biết anh ta đã từng có một thời gian dài làm việc cho nhiều tờ báo lớn và hiện giờ vẫn còn làm cho một vài tờ. Tuy nhiên niềm đam mê chính của góc nhìn là quản lý web và thiết kế kiến trúc. Anh ta dự định mở một văn phòng kiến trúc và mở rộng quy mô trang web của mình. Sau một hồi đàm đạo, Thanh quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu rụt rè hỏi góc nhìn, anh là tác giả của bài thơ Một cơn mưa buồn, phải, cậu có vấn đề gì với bài thơ đấy? Dạ, anh có thể cho em biết bài thơ ấy anh sáng tác khi nào được không? Hè năm 2004 thì phải. Mình có cảm giác là cậu đang nghi ngờ mình không phải tác giả của bài thơ này. Thế nào, có một người khác cũng nói anh ta là tác giả à? Dạ không, xin anh đừng hiểu nhầm. Chẳng là có một số chuyện kỳ lạ liên quan đến em, trong đó có cả bài thơ, em cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho rõ. Thanh cảm thấy lúng túng, cậu chưa định kể cho góc nhìn nghe câu chuyện của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp với anh ta. Chợt Thanh nhớ đến hai bài thơ trước, cậu hỏi tiếp, thế anh có biết một bài thơ như này? Gió lạnh đêm hè mắt đã cay, vơ vơ một cõi nào ai hay. Góc nhìn trợn mắt nhìn Thanh, anh ta nói bằng giọng kỳ quặc. Cũng lại là một bài thơ của tôi, nhưng bài này tôi chưa bao giờ công bố. Tại sao cậu lại biết? Vậy còn bài này, nếu anh là cánh diều, em sẽ là sợi chỉ. Cũng lại là một đoạn trong bài thơ của tôi. Sao cậu biết? Cậu làm cho tôi cảm thấy sợ. Thanh hơi lúng túng, nhưng cậu quyết định kể hết một câu chuyện cho góc nhìn. Bởi vì góc nhìn là tác giả của tất cả những bài thơ đó. Át hẳn anh ta phải là một mắt xích gì đấy trong toàn bộ những câu chuyện kinh dị xảy đến với cậu gần đây. Thanh nhấp một cụm cà phê và bắt đầu. Em mới chuyển nhà đến Phú Ích gần Chùa Láng này. Nói thật với anh là thời gian vừa qua ở đây có xảy ra một vài câu chuyện mà em không thể giải thích nổi. Góc nhìn bất ngờ ngắt lời Thanh. Đợi đã, cậu cũng ở Phú Ích à? Cách đây một năm tôi cũng ở đấy. Thế cậu có biết cậu Tú làm công an và anh Lai làm việc bên văn phòng chính phủ không? Thanh không bất ngờ lắm với những điều góc nhìn vừa nói, bởi khi quyết định kể toàn bộ câu chuyện, cậu đã đoán anh ta phải có một mối liên hệ gì đó với xóm X và có thể cả căn phòng trống. Vâng, em có biết, họ vẫn ở đó. Góc nhìn cười, đôi mắt sáng lên. Ngày xưa tôi chơi khá thân với họ đấy. Thằng công an vừa hiền vừa ngoan, còn thằng Lai kia hơi dở hơi một tí, nhưng nói chung chơi được. Ngày xưa tôi ở cạnh phòng thằng Tú công an. Thanh nhìn vào mắt góc nhìn, cậu nói chậm rãi. Em cũng đang ở căn phòng ấy. Góc nhìn hơi giật mình, anh ta phân vân vân vê bộ râu ngắn lún phún, rồi nói như đang hồi tưởng. Căn phòng ấy, chà, xem ra tôi và cậu có duyên với nhau. Những bài thơ nữa, có vẻ như chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để nói nữa đây. Điều tra, chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi còn ở đây. Tôi có cảm giác như tối qua mình vẫn còn ngủ trong căn phòng này. Góc nhìn nói và theo Thanh bước vào phòng. Hai căn phòng trống kia vẫn im lặng như ngày nào, không có người ở, đâm ra lại yên tĩnh. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng thu cùng căn phòng trống. Thanh ngắt lời góc nhìn, phòng này có người thuê rồi anh ạ, nhưng người ta thuê về từ một tuần nay. Nhưng câu chuyện Thanh kể cuốn hút góc nhìn đến nỗi anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy. Góc nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thật. Ngày xưa tôi để bà làm việc ở vị trí này và rất hay làm việc khuya. Cửa sổ cũng hay mở, tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen hay cô gái nào treo cổ. À, thế còn em hàng xóm ở đầu xóm? Chẹp chẹp, em ấy còn ở đây không? Thanh cho biết là vẫn còn. Góc nhìn tiếp, mẹ, con bé mặt lạnh như đít bom, nhiều lúc nhìn chỉ muốn tát cho vào mặt. Thanh bật cười, khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp, góc nhìn giờ đây thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta tiếp lời, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc nó chủ động bắt chuyện với mình. À, gượng đã.
Óc Nhiên bất chợt trở lại nét mặt nghiêm nghị. Anh ta suy nghĩ, mân mê bộ râu. Sau một lúc anh hỏi Thanh, có phải cậu kể với cô tôi là cô ta rất hay hỏi cậu, có nhìn thấy gì không nhỉ? Dạ, chỉ có một lần thôi, là lúc em nhìn thấy người treo cổ trong căn phòng. Lúc đó nó hỏi em, và sau đó nó còn nói nếu nhìn thấy gì thì kể cho nó biết. Ban đầu em nghĩ nó trêu đùa, nhưng nhìn mặt thì lại thấy rất nghiêm túc. Thanh trả lời, cậu có cảm giác Góc Nhìn đã lần ra được một cái gì đó. Chà, hay đấy. Xem nào, cậu biết không, ngày xưa thỉnh thoảng cô ta lại hỏi tôi một câu như thế. Anh hay làm việc khuya, vậy anh có thấy gì khác thường ở hai căn phòng này không? Hai căn phòng mà cô ta nói, tức là hai căn phòng trống này này. Góc Nhìn nói và lại chỉ vào phòng thu cùng căn phòng trống. Thanh dùng mình, bộ não cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi về mối quan hệ giữa cô gái vũ trường với căn phòng trống. Cậu trả lời Góc Nhìn, chỉ có một phòng trống thôi anh, phòng kia có người ở. Thì tôi nói là nói lúc ấy, chứ giờ thì dĩ nhiên chỉ có một phòng thôi. Theo như những gì chúng ta vừa bổ sung cho nhau, tôi nghĩ con bé này có liên quan gì đấy tới căn phòng đó, hoặc có thể là những hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa. Ý cậu thế nào? Góc Nhìn nói và nhìn Thanh đợi câu trả lời. Em cũng nghĩ vậy, nhưng em không thể tìm ra điểm nào hợp lý để ghép cho một cô gái vũ trường với những bài hát, vòng hoa hồng, những cây nến. Nói thật với anh, dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đát thật, nhưng em vẫn thấy nó có một cái gì đó lãng mạn, cao quý. Thật khó tưởng tượng một cô ca ve lại hợp với chúng. Thì đấy là những cái chúng ta đang cần phải khám phá. Nhưng này, tôi không đồng ý với quan điểm của cậu nhé. Tại sao lại có chuyện một cô gái bình thường thì được phép lãng mạn, còn là ca ve thì không? Còn cao quý à? Tôi nghĩ cái đó rất đáng để cô ta được cao quý. Đó là ai cũng biết cô ta là ca ve, trong khi có biết bao cô gái tự xưng là gái nhà lành, ngoan hiền, nói chuyện lễ phép, lại dùng thân xác và sắc đẹp của mình để kiếm tiền bằng nhiều thủ đoạn, sau đó giấu nhẹm không cho ai biết. Này cậu, theo dõi, cậu không nên đánh đồng, đánh giá người khác dựa vào địa vị xã hội của họ. Hãy nhìn vào từng cá nhân, từng tiếp xúc, trải nghiệm trước khi đánh giá. Từng có người bảo tôi khi viết bài nên giữ hình ảnh đẹp của người công an, bởi vì đó là những người gìn giữ trật tự xã hội, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Nhưng tôi lại thích giữ hình ảnh của người nông dân hơn. Tại vì sao? Vì đó là những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, hơn nữa là những thứ thiết yếu nhất, những cái không thể thiếu. Họ làm việc với cường độ cao nhất, lam lũ vất vả nhất, nhưng lại là tầng lớp nghèo khổ nhất, bị coi thường nhất. Những đồng tiền thuế của họ được nhà nước dùng để trả lương cho công an, giáo viên, để nghiên cứu khoa học, để duy trì quân đội, xây dựng cầu đường, các nhà máy xí nghiệp. Vậy ai cao quý hơn ai? Ai phải cảm ơn ai nào? Tất cả chỉ là tương đối trong xã hội thôi. Xã hội dựa vào nhau mà sống, cộng sinh với nhau để sinh tồn, phát triển. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội mà tất cả chúng ta đều biết ơn lẫn nhau và tôn trọng. Vâng, anh nói đúng. Thanh trả lời và thầm nghĩ, bình thường ông này ít nói, nhưng có những lúc nói còn nhiều hơn cả like. Góc Nhìn nói tiếp, ta chấm dứt triết lý ở đây. Xem nào, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm hiểu xem em hàng kia đang giấu chúng ta điều gì. Để khai thác được điều đó, cách tốt nhất là chúng ta gợi ý cho cô ta rằng chúng ta đang có những thông tin mà cô ta quan tâm, và trao đổi với nhau sẽ có lợi cho cả hai. Bức ảnh. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Góc Nhìn vừa chạy từ phòng tắm ra vừa lẩm bẩm. Trời đánh cũng không tránh mức hỏa thân. Không biết ông trời con nào lại gọi vào lúc này. Nhưng trên màn hình là một tin nhắn chứ không phải một cuộc gọi. Góc Nhìn chưa hết ngạc nhiên vì sự kiện cuộc gọi chuông reo. Khi có tin nhắn, anh lại ngạc nhiên với số điện thoại cực kỳ lạ đang hiển thị trên màn hình. 84 là mã vùng của Việt Nam, nhưng là cộng 84 chứ trừ 84 thì Góc Nhìn chưa thấy bao giờ. Trong quy ước quốc tế về mã vùng, quy định đứng trước mã quốc gia là dấu cộng, còn dấu trừ thì mới thấy lần đầu. Đây là một tin nhắn MMS, tin nhắn có âm thanh và hình ảnh. Góc Nhìn nhấn phím bật lên, anh giật thót mình, suýt đánh rơi điện thoại. Màn hình nhận lên một tấm ảnh mà thoạt nhìn anh đã biết là bối cảnh ở đâu. Giữa bức ảnh là cảnh một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thòng lọng. Bên phải có một sợi dây khác không? Dưới chân là một vòng hoa hồng khá lớn màu trắng. Xung quanh vòng hoa thắp những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Chưa hết bàng hoàng, bỗng thấy biểu tượng âm thanh trong tin nhắn nhấp nháy, dù một giọng nói thì thầm như được phát ra vào địa ngục. Đừng xen vào những câu chuyện không phải của mình. Góc Nhìn toát mồ hôi hột, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt từ bi của Phật tổ trên bức tượng mà bạn anh mới tặng rồi nói một mình. Con ma này cũng giỏi tìm nhà thật,
đến tận đây cơ đấy, lại còn biết nhắn tin, đúng là ma thời A Còng. Mà có chat được thì vô Yahoo Messenger chat với tao luôn đi. Điện thoại lại reo, lần này là số của Thanh. Giọng Thanh căng thẳng. Tối qua em không ngủ được, sáng nay em ngủ quên đến tận chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy thì anh biết không, em sợ suýt ngất. Ngay dưới nền nhà là một vòng hoa trắng giống hệt như hôm em thấy ở trong căn phòng. Xung quanh cũng có những cây nến, nhưng lần này là thật, vòng hoa thật chứ không phải ảo giác. Em vẫn còn giữ lại, nếu anh không bận gì thì qua đây xem giúp em. Góc nhìn trả lời rất nhanh, cậu cứ để nguyên, tôi qua ngay bây giờ. Anh mặc quần áo rồi phóng đến xóm X. 30 phút sau góc nhìn đã có mặt. Anh xuống xe thì gặp Lai cũng vừa đi làm. Lai hổ hởi, a à, thằng chó, hôm nay có việc gì mà Tôm lại đến nhà rồng thế này? Lâu lắm mới gặp mày. Góc nhìn chào hỏi cho Lai biết mình đến nhà Thanh có chút việc. Lai nói giọng hơi ngạc nhiên, anh chào phóng viên kỳ cục à? Sao mày lại quen được? Trưa nay tao đi ăn với mấy ông bạn thì gặp cô em đang đứng mua hoa. Hỏi nó không thèm trả lời, mặt thằng bé nghệt ra y như con đười. Rồi Thanh phá lên cười. Góc nhìn giật mình, trong đầu anh lập tức phác họa một tình huống, nhưng anh gạt nó đi ngay vì cho rằng chưa đủ dữ kiện để phân tích. Hai người dắt xe vào xóm trọ. Thanh đứng trước cửa phòng đợi góc nhìn. Cậu không ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện với Lai, bởi cậu đã biết họ vốn là bạn. Thanh chào hỏi hai người rồi cậu đưa mắt nhìn góc nhìn. Góc nhìn bỗng thấy khó xử. Đã lâu ngày anh mới gặp Lai, anh ta đang rất hào hứng, vồn vã. Bây giờ chả nhẽ anh lại xin phép Lai để vào phòng nói chuyện riêng với một cậu bạn mà anh giới thiệu là mới quen. Như thế thực sự không lịch sự chút nào, và chắc chắn Lai sẽ trách anh coi thường bạn. Sau một phút đắn đo, góc nhìn quyết định sẽ vào phòng Thanh mà có cả Lai, bởi anh nghĩ Lai có biết thì cũng chẳng hại gì. Không những thế, biết đâu anh ta là có những sáng kiến hay giúp làm sáng tỏ thêm tình hình. Hai người vừa đi vừa nói và bước vào phòng Thanh. Thanh đưa con mắt ái ngại tìm góc nhìn, cậu muốn hỏi tại sao lại có cả ông Lai này. Tuy nhiên cậu không nói ra điều ấy, và cả ba bước vào phòng. Góc nhìn sững người, Lai sững người. Trên nền gạch hoa ngay bên phải cửa ra vào là một vòng hoa lớn được kết bằng những bông hồng trắng rất đẹp. Xung quanh là những cây nến đã cháy gần hết. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những giọt nước dường như được cố ý vẩy lên vòng hoa, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo hết sức sinh động. Góc nhìn nghĩ, nếu một chàng trai nào muốn tỏ tình với bạn gái bằng cách ra sức kết vòng hoa này, trước khi mời cô gái bước vào phòng, hẳn cô nàng phải rất cảm động. Anh lại nghĩ đến việc trưa nay Lai bắt gặp Thanh đang mua hoa. Điều này có nghĩa là gì? Thanh đã hỏi, cậu tăng ngủ từ sáng đến chiều, mà thời điểm đi mua hoa lại là buổi trưa. Có lẽ Thanh chưa kể chi tiết này với góc nhìn, hoặc Lai nhìn nhầm, rất có thể Lai nhận nhầm một người giống Thanh chẳng hạn. Trong lúc không ngừng tự hỏi mình, góc nhìn nhìn Thanh, rồi nhìn Lai, anh giật mình. Khuôn mặt Lai tái xám, đôi môi mấp máy run rẩy, đôi mắt thì đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Góc nhìn vội vàng đập vào vai Lai, này, cậu sao vậy? Lai nói anh ta cảm thấy hơi mệt và xin phép về phòng trước. Anh ta dặn góc nhìn khi nào xong việc thì qua phòng anh chơi. Rõ ràng là những hình ảnh trước mắt đã kích động Lai. Có lẽ nó gợi cho anh ta nhớ đến một kỷ niệm buồn nào đấy chăng? Hoặc anh ta cũng có liên quan đến chuyện này. Góc nhìn bỏ dở dòng suy nghĩ đầy rắc rối, quay sang hỏi Thanh. Cậu bảo cậu ngủ từ sáng đến chiều. Vâng. Cậu không bước ra khỏi nhà buổi trưa chẳng hạn? Dạ không, em ngủ say như chết và chỉ dậy lúc gọi điện cho anh khoảng vài phút. Góc nhìn lại vần về những sợi sâu, anh chưa biết phải giáp lại những dữ kiện này ra sao. Việc Thanh đi mua hoa và việc trong phòng cậu có một vòng hoa nghe có vẻ rất logic. Thế nhưng Thanh lại phủ nhận. Lẽ nào Thanh nói dối? Hoặc chính Thanh cũng không biết việc mình đi mua hoa? Điều này rất vô lý, nhưng còn vô lý hơn nữa nếu cho rằng có một hồn ma đã xếp vòng hoa trong phòng Thanh, hay là một kẻ nào đấy đã bí mật xếp vòng hoa này trong lúc Thanh đang ngủ. Điều này nghe có vẻ hợp lý, thế nhưng để làm được việc này thực không dễ dàng chút nào. Góc nhìn rối bời với những suy nghĩ, những phân tích, anh có cảm giác mọi chuyện hình như đang cùng lúc rắc rối hơn. Góc nhìn lấy máy ảnh chụp lại chi tiết cảnh vòng hoa. Anh quay sang nói với Thanh, cậu dọn dẹp đi được rồi đấy, nhớ nhẹ tay với những bông hồng. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của căn phòng trống này. Lý do bà chủ nhà giải thích không thuyết phục được tôi nữa rồi. Không có lý do gì bà ta lãng phí một căn phòng lâu đến vậy chỉ với lý do chưa hoàn thiện. Góc nhìn chào Thanh và bước sang phòng Lai. Lai mở cửa mời anh vào. Trông anh ta mệt mỏi suy sụp, đôi mắt đỏ hoe,
Cấp nhìn rất ngạc nhiên vì từ khi quen Lai, chưa thấy Lai khóc bao giờ. Anh ta luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, cá tính. Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu rất tệ. Cấp nhìn hỏi Lai với ánh mắt lo ngại. Lai quay đi, anh ta trả lời. Tớ hơi mệt một chút, nghỉ một lúc là khỏe mà, đừng lo. À này, thằng Tú nó vừa gọi điện cho tớ. Nó đang nằm viện, nghe nói bị tai nạn, gãy một chân, một tay. Cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi, tớ đến sau. Giờ tớ mệt quá, không thể đi được. Nó bị từ khi nào? Tớ đến đây 2 lần rồi, chưa gặp nó. Cậu cho tớ địa chỉ, chỗ nó đang nằm, tớ qua thăm luôn. Mà này, cậu thực sự ổn không? Từ hôm kia, 2 hôm nay tớ không gặp nó. Vì tớ ít ở nhà và nó cũng hay về muộn, nên cứ nghĩ không có chuyện gì. Mà gặp nó cậu cũng đừng ngạc nhiên. Nó giờ không như ngày xưa nữa, rượu chè be bét, thuốc lá đốt như điên. Tớ đã khuyên rất nhiều lần, nhưng không bao giờ nghe. Cậu đến thăm nó đừng lo cho tớ, tớ không sao. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Tú, bác nhìn chào từ biệt Lai rồi bước qua khỏi xóm. Đi qua phòng đầu dãy bên phải, bất chợt có người gọi anh Tê. Bác nhìn quay sang, Nhung, cô gái vũ trường đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn gần đến mẹn và chiếc áo phông mỏng, cổ rộng, cũng dài gần đến mẹn, làm cho thoạt nhìn, góc nhìn tưởng cô gái không mặc quần. Nhung ra hiệu góc nhìn theo cô ta vào phòng. Cô nàng đóng cửa lại khiến tim anh đập như trống lảng. Những bản năng thường xuyên xuất hiện ở một người đàn ông khi ở trong một căn phòng đóng kín với một người phụ nữ ăn mặc hết sức sexy trỗi dậy, bóp nghẹt suy nghĩ của anh. Anh lẩm bẩm, thế này bảo sao chả lắm vụ hiếp dâm. Không rõ Nhung có nghe thấy gì không, nhưng cô ta đưa mắt nhìn góc nhìn và không nói gì. Góc nhìn thấy hơi xấu hổ, anh lên tiếng trước. Có việc gì vậy cô? Cô đưa vào phòng thế này. Nhung ngắt lời, anh ngồi tạm ở giường vậy. Xin lỗi vì phòng tôi không có ghế. Anh Tê, vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái phòng anh Thanh rồi. Lúc anh đang chụp ảnh, ban đầu tôi không biết đó là anh. Hôm kia anh đến tôi cũng thấy. Anh Tê, trước anh cũng ở căn phòng ấy. Chắc chắn là giờ đây hai người gặp nhau cũng do chuyện liên quan đến căn phòng đó. Anh Tê có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Góc nhìn muốn chơi một ván bài ngửa với Nhung, anh định nhìn thẳng vào mắt Nhung và nói những câu mà anh chuẩn bị từ trước. Thế nhưng không hiểu sao đôi mắt của anh không theo sự điều khiển của não bộ. Nó cứ hướng về phía cổ áo cô nàng và nhìn như muốn nuốt lấy bộ ngực tròn đầy trắng nõn, được ôm một cách lẳng lơ bởi chiếc cóc xê mềm mại. Nhung đọc được ý nghĩa của góc nhìn, Nhung đứng lên, vớ vội một bộ đồ trên móc áo, bước vào nhà tắm và nói với anh đợi tôi chút. Cửa nhà tắm làm bằng một loại kính lục, nên góc nhìn có thể thấy rõ ràng những động tác thay quần áo và thay đồ của cô nàng. Người anh căng ra, đầu óc tối sầm lại như người say rượu. Anh chửi thề, mẹ, nó kích thích hơn xem phim sex. Nhung bước ra với một bộ đồ kín đáo, cô cười nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi. Góc nhìn như vừa tỉnh cơn mê, anh đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và thở ra một hơi dài. Giờ thì anh đã đủ tự tin để làm những gì anh dự định. Góc nhìn nhìn thẳng vào mắt Nhung, anh nói chậm rãi từng tiếng một. Tôi thấy rất nhiều, cũng như biết rất nhiều, nhưng tôi không thể nói với cô nếu cô không thực sự cởi mở với tôi. Ý tôi là, cô hãy kể cho tôi nghe về những gì cô biết. Nhung đan hai bàn tay vào nhau, cô cúi xuống, tránh ánh mắt của góc nhìn rồi trả lời. Anh cứ nói như thế, tôi không biết những cái anh biết có giá trị hay không, hay chỉ nói vậy để khai thác thông tin của tôi. Cô nàng này không dễ đối phó, góc nhìn nghĩ. Anh quyết định nói liều. Cô có quan hệ gì với cô gái đã treo cổ trong căn phòng trống kia? Nhung giật nảy người, hai bàn tay run rẩy, giọng cô lạc đi. Anh, tại sao anh biết? Góc nhìn thở phào, vậy là anh đã đi đúng hướng. Anh tự tin nói tiếp. Tôi nói chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn, như thế sẽ dễ nói chuyện. Tôi cung cấp cho cô những điều tôi biết, và cô cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Góc nhìn dùng cụm từ giải quyết vấn đề thay cho tìm ra sự thực, vì anh không rõ Nhung biết những gì và cô ta có vị trí nào trong câu chuyện. Nhung bất ngờ ôm mặt khóc, cô nói trong tiếng nấc, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mấy năm qua tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu. Tôi có cảm giác trên đời này chẳng ai giúp được mình. Một lúc sau nín khóc, Nhung mở ngăn kéo lấy ra một quyển vở. Cô ta dở vài trang và rút ra một bức ảnh. Nhung đưa bức ảnh cho góc nhìn. Anh xem bức ảnh này đi. Góc nhìn đón lấy và quan sát. Anh sửng sốt. Đây là bức ảnh mà anh nhận được từ tin nhắn kỳ lạ. Góc nhìn vội rút điện thoại. Anh bật tin nhắn đưa cho Nhung xem. Cô nàng giật thót.
Anh, sao anh có được bức ảnh này? Tôi đã phải rất vất vả mới có được nó. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện nếu hiểu nhau hơn. Góc nhìn tự tin khẳng định, không để góc nhìn nói thêm. Nhung chỉ tay vào hình cô gái. Đây là chị gái tôi. Cô ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Cha mẹ tôi mất sớm, để lại hai chị em. Chúng tôi đùm bọc nhau mà sống dưới sự giúp đỡ rất nhiều về vật chất của họ hàng nội ngoại và bà con cô bác xóm giềng. Chị tôi ngoan hiền học rất giỏi, trong khi tôi thì ngược lại, tôi nghịch ngợm mất dạy và học kém. Chị hơn tôi 3 tuổi, khi ra Hà Nội học đại học, tôi mới lên lớp 10. Chị cho ở tại xóm này và ở tại căn phòng trống như anh đã biết. Sau một năm, chị tôi yêu một anh chàng, anh ta người Thái Bình, đó là tất cả những gì tôi biết về anh ta. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà gia đình anh ta lại điên cuồng phản đối chuyện tình cảm của chị gái tôi với con trai họ. Họ quyết tâm không cho anh ta yêu chị tôi. Để ngăn cản, họ dùng đủ mọi thủ đoạn, cả thuyết phục lẫn dọa dẫm. Nhưng theo lời chị tôi kể thì bất chấp rào cản, hai anh chị vẫn say đắm yêu nhau. Cho đến một năm sau, tôi bỗng nghe tin chị mình treo cổ tự vẫn. Công an vào cuộc điều tra và họ kết luận chị tôi tự sát. Năm đó, tôi đang học lớp 12. Tin đó với tôi như sét đánh ngang tai, tôi choáng váng, đau khổ, nhưng tôi không tin và chị mình tự tử. Tôi khẳng định là chị gái tôi bị giết bởi những người trong gia đình. Công an không thể tìm ra một chứng cứ nào, họ kiên quyết kết luận đây là một vụ tự tử. Học xong lớp 12, tôi ra Hà Nội, không phải để học đại học. Anh thấy đấy, loại như tôi thì học mũi gì. Tôi đến thuê phòng ở xóm trọ này với mong muốn tìm ra một cái gì đấy. Thân cô thế cô bơ vơ, tôi đành làm cái nghề như anh và mọi người đều biết. Thật may trong thời gian làm nghề này, tôi tình cờ quen được một người công an và tìm cách quyến rũ anh ta. Tôi cặp với anh ta một thời gian để tìm cách tiếp cận với vụ án của chị tôi. Anh chàng công an này mặc dù đã lập gia đình nhưng anh ta yêu tôi điên cuồng. Anh ta nhiệt tình giúp đỡ và cuối cùng, qua anh ta tôi làm quen được với một người trước kia đã từng ở trong tổ điều tra vụ án. Tôi bỏ anh chàng công an cũ và cặp với người mới. Suốt 3 tháng, tôi chẳng moi được thông tin gì đáng kể, ngoại trừ tấm ảnh này. Cô ta dừng lại và chỉ vào bức ảnh, cô nói tiếp. Bức ảnh này càng làm tôi tin tưởng chị mình bị giết hơn. Anh nhìn xem, trong ảnh có đến 2 sợi dây, rồi còn hoa hồng, nến. Tôi liên tưởng đến một cái bẫy được dàn dựng để giết chị tôi mà không để lại dấu vết. Trong suốt thời gian đầu ở đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đến thuê 2 căn phòng trống, nhưng không ai ở quá được 1 tuần. Ai cũng nói họ liên tục bị bóng đè, có người còn nói họ thấy người treo cổ. Trước khi tôi đến cũng đã liên tục có những chuyện như vậy. Ban đầu nghe kể tôi cũng sợ, nhưng sau đó tôi quyết định xin bà chủ nhà chuyển vào ở trong căn phòng trống đó, tức là căn phòng trong cùng, phòng mà chị tôi từng ở. Bởi tôi nghĩ có lẽ chị muốn nói với tôi một điều gì. Tôi hy vọng tôi sẽ được gặp chị mình và chị cho tôi biết nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên suốt 1 tháng, ngoài việc đêm nào cũng bị bóng đè, tôi không gặp thêm điều gì. Tôi lại chuyển qua phòng bên cạnh, nhưng cũng vậy, suốt 1 tháng, ngoài việc không ngủ được do bị bóng đè liên tiếp, tôi chẳng thể khám phá ra điều gì. Trong 2 tháng, thân hình tôi tiều tụy và khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ. Nghĩ rằng ở tiếp cũng vô ích, tôi lại chuyển sang phòng khác, tức là cái phòng mà tôi ở đến tận bây giờ. Sau đó mỗi khi có người chuyển đến một trong 2 căn phòng kia, tôi đều hỏi kỹ những gì họ thấy. Hình ảnh mà mọi người thường thấy, nhất là cảnh một cô gái treo cổ bên trên một vòng hoa hồng trắng kết hình trái tim, như trong bức ảnh anh thấy. Thời gian sau đó, chủ nhà quyết định đóng cửa 2 căn phòng, không cho ai thuê. Đó là câu chuyện của 2 năm trước. Từ đó, thỉnh thoảng những người ở 2 căn phòng đối diện lại thấy những gì mà trước đây người ở trong 2 căn phòng trống đó thấy. Tuy nhiên rất hiếm người được thấy, và những cái họ thấy cũng không rõ ràng như những người ở trong căn phòng. Khi anh ở đây, thấy anh hay làm việc khuya, tôi nghĩ có thể anh cũng sẽ thấy đó. Nhưng tiếc là anh lại chẳng thấy gì. Nhung dừng lại trầm ngâm một lúc, rồi cô hỏi Góc Nhìn, từ đâu mà anh có bức ảnh kia? Góc Nhìn kể chuyện nhận được tin nhắn và cho cô ta xem số điện thoại. Nhung tái xanh mặt, cô hỏi, đừng xen vào những chuyện không phải của mình, có nghĩa là thế nào nhỉ? Muốn hiểu cô phải nghe từ đầu câu chuyện, không phải chuyện của tôi, mà là chuyện của cậu Thanh. Tôi sẽ kể cho cô nghe trên đường đến bệnh viện thăm Tú, nếu cô muốn, giờ tôi có cảm giác cậu ta cũng liên quan đến vụ này. À mà chị cô tên gì? Chị tôi tên Thu. Anh chàng hiệp sĩ. Cháu chào bác ra khi nào vậy bác Vinh? Góc Nhìn cười với người đàn bà trung niên đang ngồi trước cửa phòng bệnh của Tú.
Ôi giời, khổ lắm. Bà Vinh nghẹn ngào, bà đưa tay quệt nước mắt, cố kiềm chế cơn xúc động rồi nói tiếp. Bác mới ra hôm qua, khổ lắm cháu ơi. Bà lại nghẹn ngào, nhưng sau cùng, bà bặm môi nói với thái độ dứt khoát. Thôi, bác xin lỗi đã làm phiền, cháu vào thăm nó đi. Đây là bạn gái cháu hả? Dạ không, đây là em Nhung, hàng xóm của Tú. Xinh quá, ước gì bác có được cô con dâu như vậy. Bà Vinh nhìn Nhung cười với ánh mắt trìu mến vẫn còn đẫm nước. Nhung xấu hổ đỏ mặt, cô lúng túng ngượng ngùng, đáp lễ bà Vinh. Cô thấy ngạc nhiên bởi chính mình, đã lâu lắm rồi, Nhung nghĩ cái cảm giác xấu hổ, bén lén đã không còn trong cô. Lăn lộn trong chốn vũ trường thác loạn qua tay không biết bao nhiêu đại gia và thiếu gia, Nhung tưởng rằng tâm hồn mình đã chai sạn trước những cảm xúc của cuộc đời. Cô sống dửng dưng và bất cần. Nhung luôn luôn, trong lòng có một cảm giác trống trải không thể bù đắp. Cô cắn thuốc lắc, hút tài mà và nhảy nhót như một người tiên trên sân khấu để cố quên đi cảm giác đó. Nhưng một khi thân thể rũ ra mệt mỏi vì hoạt động quá sức, cảm giác trống trải bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhung cặp bồ và làm tình với vô số người đàn ông, nhưng không ai trong đó khiến họ cho cô cảm giác rung động ngoài những cảm giác cực khoái bản năng mà một con vật cũng có. Dù cho đấy là những anh chàng trẻ đẹp yêu cô mê mệt, cô kinh tởm khi phải hôn họ, khi cái lưỡi nhấp nhúa của cô thò vào một cách thèm khát, khi bàn tay giày vò tàn nhẫn trên cô. Cô cũng không phản ứng, dù những lúc ấy cô bật cười vì thấy mình không khác một con bò đang bị người ta vắt sữa. Hầu hết những người đàn ông đi qua đời Nhung đều không thể quên được cô, và trong số đó có rất nhiều người sẵn sàng bỏ qua quá khứ, chấp nhận gắn bó cuộc đời với cô, nhưng chưa khi nào Nhung nhận lời. Cô không thể tìm thấy ở họ thứ tình cảm mà cô từng dành cho những người bạn khác giới. Cô có cảm tình khi cô mới chỉ là một thiếu nữ trong sáng đang tuổi dậy thì. Đôi khi Nhung nghĩ, nếu khám phá ra được toàn bộ câu chuyện của chị cô, thì không biết cuộc đời cô còn ý nghĩa nữa không? Bác nhìn lỡ lời an ủi bà Vinh rồi thay vì bước vào phòng thăm Tú. Anh hỏi bà đầu đuôi câu chuyện bởi anh sợ nếu hỏi Tú, có thể cậu ta sẽ không muốn nhắc lại chuyện này. Bà Vinh trả lời, hôm kia Tú đang đi trên đường, bác không rõ ở đâu, hình như là dốc Bưởi hay Hoàng Hoa Thám chi đấy. Có hai đứa say rượu đeo nhau đang phóng xe như điên. Tú định phanh xe tránh, nhưng nó thấy ngay trước mặt, cách bọn say rượu kia một đoạn, có một đứa bé đang chập chững tập đi. Nếu hai tên kia phóng thẳng tới thì sẽ hút vào đứa bé. Vậy là khổ lắm cháu ơi, không biết ma xui quỷ khiến mần răng, nó tăng ga đâm thẳng vào hai thằng kia. Ba thằng bắn ra ba phía, cái xe nát như tương, nhưng những đứa bé thì không việc chi. Tú gãy chân gãy tay, còn hai thằng trời đánh kia không đội mũ bảo hiểm nên hình như là đến giờ vẫn còn bất tỉnh. Góc nhìn chào bà Vinh rồi ra hiệu gọi Nhung vào phòng thăm Tú. Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng khá sạch sẽ với hai chiếc giường. Tuy nhiên, chỉ có một chiếc giường, có Tú nằm con giường kia trống không. Tú đang nằm nghiêng, cố gắng lật một cách khó khăn những trang sách bằng cánh tay lành lặn. Tay kia, cậu được bó cứng bằng một cục bột to xù. Xin chào hiệp sĩ, tôi đến để đưa huân chương cho cậu đây. Góc nhìn nói vui vẻ. Tú nhìn lên, a, anh đấy à, hiệp sĩ gì, ba thằng say rượu đâm nhau. Anh ngồi đây, lâu lắm mới được gặp anh, xin lỗi vì em không thể ngồi dậy. Ô, ai thế kia, tôi có nhìn nhầm không? Đôi mắt Tú nhìn Nhung rạng rỡ, cậu pha trò, có phải em Nhung không nhỉ? Có phải tôi đang mơ không? Anh ơi, anh véo cho em một phát xem em đang mơ hay tỉnh. Nhung bật cười trước những lời lẽ rất hồn nhiên, một nụ cười tươi tắn mà từ lâu cô mới lại được. Tú nhìn say mê, góc nhìn nhìn say mê, nhận thấy hai người đang nhìn mình, Nhung lúng túng, hai má ửng hồng, đôi môi mím lại và hai mí mắt cụp xuống, hấp háy khiến cho khuôn mặt cô càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Góc nhìn nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Nhung, sau một hồi hỏi han tình hình để biết chắc rằng ngoài việc gãy chân tay, Tú không còn gì nghiêm trọng hơn nữa. Anh hỏi cậu ta, thế nào? Tôi nghe người ta nói cậu dạo này rượu chè be bét, sao lại thế nhỉ? Trước đây tôi nhớ cậu rất ít uống rượu, lại còn thuốc lá. Tú mắt nhắm suy nghĩ, sau một hồi mở mắt nó một cách từ tốn. Vâng, em giờ đã khác trước nhiều. Sau khi anh chuyển đi, có nhiều chuyện khó hiểu xảy đến với em, khiến em suy sụp. Bất ngờ, Tú dừng lại trong trong nhìn Nhung với một thái độ. Hôm nay, anh bỗng thấy Nhung rất giống một người bạn cũ. Sao lâu nay anh không để ý, có lẽ giờ mới nhìn kỹ,
Góc nhìn giật mình, anh phân tích và ghép nối các sự kiện, nói với nhau, buột miệng, giống Thu à. Tú ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, không ai biết cậu lấy đâu ra sức mạnh phi thường, để ôm cả một cục bột nặng như búa tạ và bật dậy như vậy trong lúc một nửa cơ thể cậu gần như không thể cử động. Tú mở to mắt. Anh nói sao? Giờ thì góc nhìn gần như đã chắc chắn Tú có liên quan. Không những thế, liên quan rất sâu đậm đến căn phòng trống cùng những câu chuyện loang ngoang xung quanh. Anh cố gắng nói một cách thong thả, tránh gây ra sự kích động cho Tú. Tôi nói cậu đừng giật mình. Mấy hôm nay tôi quay lại xóm cũ cũng chỉ vì chuyện này. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đưa tất cả ra ánh sáng. Đây, giới thiệu với cậu, người đang ngồi cạnh cậu tức là em Nhung, là em ruột của Thu, người mà rất có thể cậu đã gặp. Tú há hốc mồm, cậu ngạc nhiên đến mức không thốt nổi lên lời. Góc nhìn tiếp tục, tuy nhiên tôi chưa biết câu chuyện của cậu thế nào, liệu nó có thể lắp vào những manh mối mà chúng ta khám phá ra không? Nếu có thể cậu nên chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình. Tú hết sức ngỡ ngàng, đôi mắt cậu rưng rưng, cậu dùng bàn tay còn lại bóp trán và nói trong nước mắt. Lâu nay em không dám nói chuyện này với ai, vì em sợ mọi người sẽ bảo em điên. Chính em cũng nghĩ mình là một thằng điên khi tin vào những điều chính mắt em thấy, chính tai em nghe. Câu chuyện của Tú. Tú sinh ra trên một miền quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, cũng là quê hương của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Bố mất sớm, một mình mẹ Tú tần tảo nuôi ba chị em ăn học. Khi học hết 12, sợ mẹ vất vả, Tú quyết định thi vào Đại học Cảnh sát Nhân dân. Suốt 5 năm học, Tú tỏ ra là một sinh viên hết sức năng động, hoạt bát. Cậu luôn tham gia một cách nhiệt tình và thể hiện sự xuất sắc trong các phong trào tập thể, đoàn đội của nhà trường. Ra trường, Tú được ưu ái cất nhắc và giữ lại làm việc tại Hà Nội. Gạt qua tất cả những thành kiến không tốt của mọi người về nghề công an, gạt qua những thế giới ngầm trong ngành, Tú luôn tự tin vào bản thân và cố gắng một cách tối đa nhất để trở thành người có ích cho xã hội. Cậu sống vui vẻ, yêu đời, được mọi người quý mến. Không giống như sinh viên các trường khi còn là sinh viên, Tú được nhà trường bố trí nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên khi đi làm, cậu lại phải lăn lộn với các nhà trọ ở nhiều nơi. Cách đây khoảng 1.5 năm, Tú chuyển đến xóm X và thuê căn phòng trong cùng của dãy bên trái. Chuyển đến cùng ngày với Tú là một anh chàng bí hiểm với đủ thứ nghề trong tay, tê hay góc nhìn. Theo như Tú biết, anh chàng này là một nhà báo, một nhà kiến trúc và cũng đang quản lý, admin của một trang web. Góc nhìn ở căn phòng bên phải, cạnh phòng góc nhìn là phòng Lai, anh chàng làm văn phòng chính phủ. Lai đã ở đây 3 năm rồi, sát phòng Lai cũng là căn phòng ngoài cùng, phòng của Nhung, cô gái vũ trường. Đối diện phòng của Tú và góc nhìn là hai phòng trống nhưng bà chủ không cho thuê. Lý do bà ta giải thích là hai căn phòng đó chưa hoàn thiện. Cạnh hai căn phòng trống được thuê bởi những người lao động tự do. Đây là những người ít có mặt ở nhà nhất, đến nỗi mặc dù ở đây lâu, nhưng Tú thậm chí không biết mặt người nào. Tú, góc nhìn, Lai sống với nhau rất hòa thuận, nhưng Nhung, cô gái vũ trường thì không tiếp xúc, cũng không chào hỏi ai bao giờ. Cô ta không bao giờ đưa bạn về phòng, nhưng thỉnh thoảng, ba bạn trẻ có thể bắt gặp cô ta đang ngồi ôm cứng một anh chàng nào đấy sau những chiếc xe máy đắt tiền, hoặc đang trang điểm trên cô ô tô của một vị mà chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng biết đấy là đại gia. Duy chỉ có điều làm Tú để ý đến Nhung là trong 4 tháng đầu, thỉnh thoảng cô nàng lại chủ động hỏi xem cậu có thấy gì ở hai căn phòng trống không? Câu trả lời ấy làm Nhung không vui khi Tú lắc đầu. Đến tháng thứ 5, Nhung không hỏi nữa. Cũng từ đấy về sau, rất ít khi Tú có dịp tiếp xúc với cô nàng ít kiêu này. Ở được 6 tháng thì góc nhìn chuyển đi. Sau đấy khoảng vài ngày căn phòng trống số 2, tức là căn phòng thứ 3 từ ngoài vào của dãy đối diện, có người đến thuê. Tú đã rất vui khi một buổi tối làm về muộn, cậu thấy một cô gái rất xinh đẹp đang dọn đồ trong căn phòng. Tú bắt chuyện làm quen với nàng, nàng giới thiệu tên Thu, quê Hưng Yên, đang học đại học ngoại thương năm thứ 3. Sự có mặt của Thu ở xóm làm cho Tú cảm thấy yêu đời hơn. Không giống cô gái vũ trường, Thu hết sức thuần thiện và tình cảm, nàng thông minh, vui vẻ, hay hát. Tiếng hát trong trẻo, dễ thương khiến Tú ngất ngây mơ màng. Những buổi tối Tú đi về muộn, nàng luôn dịu dàng hỏi thăm. Đôi khi là pha cho cậu những cốc nước chanh mát, khiến tâm hồn Tú giãn ra, bay bổng. Thu có một đặc điểm là rất ít khi, nếu không muốn nói là gần như không bao giờ rời khỏi khu xóm trọ, trừ thời điểm nàng đi học. Thu đi học cả ngày và 6 giờ là thời điểm nàng có mặt tại nhà. Tú chỉ có thể gặp nàng sau lúc ấy. Chiều thứ 7 sau buổi học cuối cùng, nàng bắt xe về Hưng Yên thăm bố mẹ và trở lại vào sáng thứ 2, kịp giờ học buổi sáng.
Tú sẽ được gặp lại nàng sau 6 giờ chiều, ngày thứ hai. Điều này cũng có nghĩa, khi xóm trọ có đông đủ người nhà nhất, thì Thu lại không có mặt. Thu không bao giờ rủ bạn bè đến nhà, và nàng cũng ít khi nghe điện thoại. Tuy nhiên nàng vẫn cho Tú số điện thoại của nàng phong khi hữu sự. Chẳng phải nói nhiều, hẳn bạn đọc cũng biết sau đấy một thời gian, Tú và Thu trở thành một cặp. Họ hợp nhau như cá với nước, ai cũng tiếc là được gặp nhau quá muộn. Những khi bên nhau, Thu thường hát và đọc thơ cho Tú nghe, như bài thơ mà Tú nhớ mãi. Ràng buộc, nếu em là cánh diều, anh sẽ là sợi chỉ. Vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng bám, dám bay đâu. Nếu em là chiếc ô tô, anh sẽ là bình xăng. Vì nếu chẳng có bình xăng, em sẽ cả đời nằm nguyên một chỗ. Nếu em là bóng đèn, thì anh sẽ là dòng điện. Vì nếu không có dòng điện, em sẽ suốt đời tối tăm. Nếu em là cái nghén, anh sẽ là mùa xuân. Vì nếu không có mùa xuân, thì chim én chẳng biết nơi nào. Hay bài Một cơn mưa buồn. Trời mưa hả, mưa thì có làm sao. Tôi đã từng dầm mưa trên những đường Hà Nội. Trời mưa nặng hạt, nước ngập đầy đường. Phố xá vắng tanh, lưa thưa vài bóng người vội vã. Bầu trời u ám, mặt đất tối đen. Cả những ngọn đèn cũng không thèm sáng. Ông trời làm sấm, ánh chớp nhì nhoằng. Từng con sóng cuốn trôi đi tất cả những gì bé nhỏ. Tôi nghĩ thầm đến căn phòng đơn sơ, là nơi tôi ở, chắc nước đã ngập vào. Nhưng có làm sao, nắng mưa là việc của trời. Tôi vẫn yêu đời, lộ trên những con đường ngập nước. Bên tai tôi, gió vẫn gào thét, nước ngập ngang người. Mưa là sự sống, nhưng ngày hôm nay, trên mảnh đất quê hương này, một cơn mưa đã xé tâm hồn tôi làm trăm mảnh, cho tôi biết cồn cào mong đợi và chờ một người con gái. Tôi đã gặp em 1001 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhớ. Có phải vì cơn mưa làm cho em không đến, cơn mưa làm cho tôi thấy nhớ, hay là vì em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai, và tôi sẽ xa em trong một sớm mai, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Và mai sau sẽ có lúc trên phố phường Hà Nội, tôi lê những bước chân buồn nặng nhọc, nhìn về một phương, nơi có quê hương ở đó, nơi có một người con gái, và có cơn mưa thật buồn, thời gian sẽ mãi trôi đi, tôi sẽ là một con người như tôi mong muốn, tôi sẽ sống ngẩng cao đầu, vui vẻ và yêu đời. Nhưng những cơn mưa vẫn sẽ mãi buồn, cũng như một người con gái đã cho tôi những kỷ niệm rất buồn. Nàng thì thầm ngâm thơ theo cái cách riêng của mình. Giọng nàng cực kỳ biểu cảm khiến cho đôi lúc Tú có cảm giác mình hoàn toàn tan ra trong những vần thơ nàng đọc. Khi Tú hỏi ai là cảm giác, ai là tác giả của bài thơ, nàng trả lời bâng quơ, một người bạn. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày mưa dầm bỗng nhiên Thu không về xóm trọ. Tú liên tục gọi điện, nhưng không rõ vì lý do gì mà máy nàng luôn trong tình trạng busy. Tối hôm ấy Tú như đang ngồi trên đống lửa, cậu đọc lại bài thơ và thầm cầu khấn cho không có việc gì xảy đến với Thu. Đến lúc này cậu mới hiểu được tâm trạng của chàng trai trong bài thơ ấy. Nhiều ngày sau Thu vẫn bật vô âm tín, Tú điên cuồng trong nỗi nhớ và sự hoang mang. Đại khái, bạn đọc chỉ cần đặt mình vào địa vị của Tú sẽ hiểu. Một đêm khi nỗi nhớ Thu lên đến cực điểm, khiến Tú không thể nào ngủ. Cậu nằm mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà, nước mắt lưng tròng. Bỗng một tiếng động nhỏ khiến Tú giật mình. Tiếp theo là những tiếng động thi thào nối tiếp tuôn thành dòng, tiếng ngâm thơ của Thu. Tú sung sướng phát cuồng, bật dậy mở tung cánh cửa. Thu đang đứng trước cửa phòng trống. Nàng mặc bộ đồ màu trắng muốt mà Tú chưa thấy bao giờ. Nhìn nàng như một thiên thần, đứng giữa màn đêm, trong sáng và thánh thiện. Nàng nhoẻn miệng cười với Tú. Tú định lao đến ôm lấy nàng, nhưng Thu giơ tay ra hiệu dừng lại. Nàng nói với Tú, từ từ đã anh, nếu anh tiến lại gần em, anh sẽ phải xa em mãi mãi. Hãy kiên nhẫn, im lặng và nghe em nói. Tú rất ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì. Anh yêu em có nhiều không? Anh yêu em vô cùng, anh không thể sống thiếu em được. Xin em đừng bao giờ rời xa anh một lần nữa. Em có biết anh đã đau khổ thế nào trong thời gian qua? Tốt lắm, anh yêu, vậy anh có dám hy sinh mạng sống của mình vì em không? Em đừng nói vậy, anh yêu em và anh sẵn sàng làm tất cả. Dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng chịu. Chỉ một câu thôi, anh có dám chết vì em không? Có, anh dám. Anh yêu, anh làm em rất vui, vậy bây giờ nếu em chẳng may đã chết, anh có dám chết theo không? Em nói gì lạ vậy Thu, em đừng như vậy, làm anh rất sợ. Trả lời đi, có, tất nhiên là có, anh sẽ chết theo em. Vì sống không có em, cuộc sống anh không còn ý nghĩa. Anh đúng là người mà em chờ đợi.
hãy nhìn đây. Thu đẩy nhẹ vào cửa căn phòng, cánh cửa mở toang. Tú cứng người, đôi mắt dại đi, lạc thần. Trong căn phòng trống là cảnh một cô gái treo cổ trên sợi dây thòng lọng. Bên cạnh có một sợi dây trống không, bên dưới là một vòng hoa trắng và những cây nến đang cháy sáng xung quanh. Cô gái trên sợi dây mặc bộ đồ trắng muốt mà không phải ai xa lạ, chính là Thu. Một Thu đang đứng bên cánh cửa và một Thu trên sợi dây. Miệng Thu treo trên sợi dây lắp bắp và thì thào phát ra những vần thơ mà cô hay đọc cho Tú nghe. Tú muốn bỏ chạy, muốn hét lên thật to, nhưng chân cậu không cử động, mồm cậu không thốt lên lời. Cậu ước gì mình ngất đi, nhưng trái lại, cậu lại rất tỉnh táo. Anh yêu, sợi dây còn lại là dành cho anh. Hãy đến bên em, hãy ôm lấy em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Em sẽ mãi mãi hát cho anh nghe, đọc thơ cho anh nghe. Tú muốn nhắm mắt, muốn bịt tai, nhưng cậu không thể cử động. Cái chết không đáng sợ như anh nghĩ, chỉ một giây thôi. Con người rồi ai cũng phải chết, đừng sợ. Anh sợ chết, nhưng một ngày rồi anh cũng phải chết. Và lúc đấy người đời cũng nhìn anh kinh khủng mà thôi. Anh còn sống thì hiện tại và thì quá khứ, nhưng tương lai anh vẫn phải chết. Anh của quá khứ hay anh của tương lai thì vẫn vậy. Vậy thì sống hay chết có gì khác nhau? Nếu anh sợ chết, tức là anh đang sợ chính mình của tương lai. Em cũng vậy, anh yêu. Dù sống hay chết thì em vẫn là em, vẫn là Thu của anh. Tú bỗng nhiên thấy những lời nói của nàng có lý. Đời người ai chẳng phải một lần chết. Nếu được chết bên người mình yêu, được mãi mãi bên người mình yêu, thì chết có gì là đau khổ, có gì đáng sợ. Anh yêu, em thú thật với anh, trước đây em đã yêu một người, chúng em không thể sống bên nhau, nên quyết định cùng chết để được bên nhau. Nhưng đến phút cuối, hắn hèn nhát bỏ em đi. Anh yêu, anh sẽ không giống hắn. Nào, đến với em, đừng làm em mất niềm tin vào tình yêu. Tú như người bị thôi miên, trong tích tắc, cậu bất chợt bước theo, Thu đi nhẹ nhàng về phía sợi dây thòng lọng như muốn dẫn đường. Tú chậm chậm, hai tay hôn lên của quạng như người già mắt kém. Cậu từ từ bước về phía sợi dây. Tú cầm một chiếc ghế nhỏ gần đấy, đặt ngay xuống dưới, trèo lên, cho đầu vào thòng lọng. Thu dưới đất bỗng biến mất, chỉ còn Thu trên sợi dây thòng lọng quay sang, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, một tiếng nói thiêng liêng lao từ đáy lòng Tú, lên đến cổ, lên yết hầu, rồi đến lưỡi cuối cùng đẩy ra hàm răng, và đôi môi của cậu thoát ra ngoài. Mẹ, đây là tiếng đầu tiên mà cậu nói được, và có thể là tiếng nói cuối cùng cậu được nói. Những hình ảnh của người mẹ tần tảo bỗng hiện về tràn ngập tâm hồn, những kỷ niệm thuở thơ ấu, bàn tay mẹ chăm sóc cho cậu tất cả, và nuôi cậu khôn lớn đến bây giờ, nụ cười nhân hậu và ấm áp. Cả những trận đòn mẹ phạt lúc cậu không vâng lời, tất cả như một khối cầu lửa quay cuồng và nổ tung trong đầu. Tú đẩy sợi dây, lao xuống đất. Tú ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc tu tu như một đứa trẻ. Ở trên sợi dây, Thu nhìn Tú với đôi mặt đẫm lệ, rồi tiếng nói, anh, như vậy là em hiểu. Trên đời này không có ai yêu em thật lòng, em sẽ mãi mãi bơ vơ, em sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Anh đừng khóc, anh không thể chết cùng em, vậy thì anh có thể giúp em một việc. Tú ngừng khóc, nhưng cậu không nói gì, anh giúp em giết hắn. Ánh sáng, Tú trầm ngâm một lúc, cậu hút một hơi thuốc dài rồi nói, sau một thời gian sau đó, em thường xuyên mộng mị, thậm chí mộng du trong lúc thức. Nhiều khi đang làm việc, em cũng bị mộng du và cảm thấy mơ hồ, một cảm giác cực kỳ căm ghét một ai đó. Căm ghét đến mức em chỉ muốn giết ngay. Tuy nhiên may mắn là thời gian mộng du của em rất ngắn, nên em kịp tỉnh lại trước khi nhận thức được mình muốn giết người. Rất nhiều lần khi thức giấc, em thấy mình cầm trong tay hoặc gậy hoặc côn đang nằm trước cửa phòng lai. Góc nhìn giật thoát mình, anh hỏi cả hai người. Này tôi hỏi, có phải hàng xóm X hiện chỉ còn một phòng trống không? Không, vẫn là hai phòng trống. Ngoài bóng ma của Thu, chẳng ai thuê hai phòng đấy. Mà bà chủ nhà cũng chẳng có ý định. Góc nhìn toát mồ hôi, anh có một linh cảm cực kỳ bất an. Anh rút vội điện thoại gọi cho Thanh, không có tín hiệu trả lời. Chuông đổ rất nhiều nhưng Thanh tuyệt nhiên không nghe máy. Lai dụ điều thuốc, anh run run đưa bàn tay mân mê trên những bức ảnh trong một quyển album cũ. Quyển album là một vật kỷ vô giá đối với Lai, hầu như ngày nào anh cũng xem lại. Lai nhắm mắt hồi tưởng những kỷ niệm một thời, những kỷ niệm mà anh đã tự hứa với mình, là cuộc đời này anh chỉ sống vì nó, sống để nghĩ về nó. Có tiếng chuông điện thoại là số của Góc Nhìn. Góc Nhìn rất ít khi nói to, nhưng lần này hắn nói như hét lên với anh.
khóa chặt cửa và không được mở cho ai. Nhớ không hỏi gì, khóa chặt cửa và đợi tớ về. Nhớ là không được mở cho bất kỳ ai, dù ai cũng thế. Lai không hiểu nổi thái độ của Góc Nhìn, hắn loạn trí. Lai đặt điện thoại, thở dài rồi châm một điếu thuốc. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Em, Thanh đây mà. Anh chàng phóng viên kỳ cục. Lai lẩm bẩm. Anh Giang mở cửa cho Thanh bước vào phòng. Có chuyện gì thế Thanh? Không nhìn Lai, Thanh trả lời. Em có chút chuyện muốn hỏi anh. Thanh bất ngờ quay mặt nhìn thẳng vào mắt Lai và cười. Lai bàng hoàng. Chẳng phải đó là ánh mắt. Một cái gì đó đập mạnh vào đầu khiến Lai gục xuống. Đầu hóc anh tối tăm. Lai chìm vào cơn mê và không còn biết gì. Lên xe đi, nhanh lên. Nhung trèo lên xe ngồi sau Góc Nhìn. Anh dồ ga phóng thẳng ra cửa bệnh viện. Nhanh đến nỗi mà khi chiếc xe đi khỏi, người soát vé hỏi bảo vệ. Tôi có cảm giác là vừa có một chiếc xe chạy qua đây. Góc Nhìn phóng xe một cách liều lĩnh. Anh vượt hầu hết những đèn đỏ mà có thể vượt. Đến ngã tư Trường Chinh, bất chợt một người mặc sắc phục công an nhảy ra. Hắn đưa tay rút vội chung chìa khóa xe của Góc Nhìn và nhanh chóng rút vào túi áo. Công an tăng cường à, mẹ kiếp. Góc Nhìn lẩm bẩm chửi thề. Tiếp theo anh năn nỉ. Em đang có việc, rất gấp, em xin anh. Không phải em cố ý vượt đèn, thực sự là có việc quan trọng. Đồng chí cứ dắt xe vào vỉa hè, chúng ta sẽ giải quyết sau. Người công an nhắc lại như một cây máy, đề nghị đồng chí dắt xe vào vỉa hè. Góc Nhìn cảm thấy kỳ cục, ức chế với thái độ của hắn. Nhưng không còn cách nào, anh đành tuân lệnh dắt xe. Đến nơi, người công an giơ tay chào theo nghi thức quân dân. Đồng chí đã vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ trái phép, đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Góc Nhìn kêu trời, anh tiếp tục năn nỉ. Em đang có việc quan trọng liên quan đến mạng người. Anh làm ơn cho em đi, em hứa sáng mai sẽ quay lại đây, nhận mọi khuyết điểm. Một cú đá mạnh như trời giáng của Góc Nhìn phóng thẳng vào giữa bụng, làm chàng công an bất ngờ ôm bụng, khuôn mặt tái xanh. Góc Nhìn thò vội tay vào túi hắn, rút ra chìa khóa. Anh tra vào ổ, quay lại nói với Nhung rất nhanh. Nhung lao lên xe và Góc Nhìn dồ ga phóng như điên. Gió ù bên tai, phía sau bộ ngực của Nhung thỉnh thoảng lại áp mạnh vào lưng Góc Nhìn mỗi khi anh phanh gấp. Anh tiếp tục vặn ga và chiếc xe lao như một hung thần. Nhung quay lại phía sau, cô hốt hoảng nhận ra có rất nhiều công an, gồm cả công an giao thông lẫn cơ động đang rồng rắn đuổi theo xe họ. Họ đã thực sự bị xem là tội phạm. Bọn Hugo đang đuổi theo, đông lắm. Góc Nhìn không nói gì, anh tăng ga. Có tiếng còi xe công an hụ phía trước, biết là đã bị đón đầu. Góc Nhìn rẽ vào đường Láng Hạ, anh lao theo nhiều con đường nhỏ khác nhau và cuối cùng cũng đến được phố Nguyễn Chí Thanh. Góc Nhìn cho xe quẹo vào phố Chùa Láng. Anh chạy qua trường học ngoại thương và rẽ phải. Đến đây thì mất dấu công an. 2 phút sau, xe dừng trước xóm X. Góc Nhìn để xe ngoài đường, anh lao vào xóm, Nhung theo sau. Không một tiếng động. Những người lao động tự do chưa về, tú bệnh viện, chỉ có Lai và Thanh. Từ xa Góc Nhìn đã thấy ánh nến lập lòe phát ra từ cánh cửa khép hờ của căn phòng kín. Anh lại gần, đạp mạnh cánh cửa. Khung cảnh bên trong khiến anh rụng rời. Giữa căn phòng bụi đóng dày đặc là một vòng hoa hồng và những cây nến. Sau vòng hoa là 2 chiếc ghế, ngay trên 2 chiếc ghế có 2 sợi dây thòng lọng. Trên sợi dây bên trái có treo một tấm di ảnh. Chẳng cần Góc Nhìn cũng biết chắc chắn đấy là Thu. Một người đàn ông quỳ trước vòng hoa, 2 bàn tay đưa ra vuốt ve một cách nâng niu, đó là Thanh. Cạnh Thanh là Lai, bị trói cứng và hình như đã ngất xỉu. Nhung hét lên. Nhung tiến lên một bước, nói trong sự hoảng sợ tột cùng. Lui ra, Nhung, đây không phải Thanh. Nhung lắp bắp, anh Tê, anh nói sao? Đây không phải Thanh, mà đúng hơn thì không phải Thanh mà chúng ta thường thấy. Thanh quay lại, nhưng đôi mắt cậu rõ ràng đang nhìn ra vô cực, chứ không phải nhìn Nhung hoặc Góc Nhìn. Đôi mắt ấy không phải của một con người, không phải của một con thú. Nó chỉ đơn giản là 2 nhãn cầu, nhét vào trong hốc mắt, không có khả năng biểu cảm. Thanh rút trong người ra một con dao gập, bật nó ra và dí vào cổ Lai. Lưỡi dao sắc và thân dao dài, mỏng như một lá lúa khiến Góc Nhìn có cảm giác chỉ cần Thanh mạnh tay hơn một chút là Lai sẽ đi đời. Nhung run rẩy, trời ơi phải làm sao? Góc Nhìn cũng lúng túng không biết phải xử lý như nào. Anh bấm nhẹ vào tay Nhung nói, chúng ta cần phải tránh mọi sự kích động. Thanh bây giờ, cậu ta hại Lai cũng không để cậu ta tự chĩa dao vào mình. Góc Nhìn suy nghĩ rất nhanh, rõ ràng chuyện này là do hồn ma của Thu gây nên. Nhưng theo suy đoán của anh, Thu không hiện diện trong cơ thể Thanh. Người bị ma nhập thường có đôi mắt cực kỳ linh hoạt và biểu cảm, bởi vì đó là công cụ duy nhất giúp hồn ma biểu đạt một cách chính xác tình cảm của mình. Các bộ phận trên cơ thể đều là của người khác,
rất khó điều khiển. Nhưng đôi mắt thì khác, nó có thể diễn đạt cảm xúc chẳng khác gì đôi mắt của chính hồn ma lúc còn sống. Theo anh, có lẽ Thu đã nhập vào bộ não của Thanh, tác động lên đó, thổi vào tâm trí Thanh những tình cảm căm ghét, thù hận và cuối cùng là bắt Thanh làm theo ý mình như một kiểu thôi miên, ám thị. Nếu bây giờ anh và Nhung có những hành động làm cho Thu tức giận, thì có thể cô ta sẽ sát hại cả Thanh lẫn Lai bằng cách điều khiển Thanh. Cũng không thể đứng nói vào khoảng trống như đang nói chuyện với Thu, vì cho rằng cô ta đang quanh quẩn trong căn phòng này được. Bởi theo hiểu biết của góc nhìn, hồn ma tồn tại dưới một dạng sóng như kiểu sóng điện từ, không có thân xác, không có giác quan, lẽ đương nhiên là không thể nghe được những điều anh cũng như người khác nói. Giao tiếp qua các giác quan chỉ có tác dụng giữa những cá thể đang tồn tại dưới một cơ thể sống với nhau mà thôi. Tuy nhiên thay vào đó, cô ta có thể nắm rõ suy nghĩ của những người đang có mặt trong căn phòng này. Một suy nghĩ mang đến một hành động xấu lập tức sẽ khiến Thu đề phòng và gây ra phản ứng tiêu cực. Góc nhìn hiểu rằng những gì anh đang suy nghĩ, có thể Thu đều biết, nhưng nếu bảo góc nhìn tìm cách giao tiếp với Thu thông qua tâm thức hay suy nghĩ, thì anh không thể làm được. Suy nghĩ hay tâm thức là một dạng dây chuyền bất tận không theo trình tự. Người ta có thể đang suy nghĩ đến việc này bỗng dưng quay sang liên hệ ngay đến việc khác. Hoặc là những cái mà giác quan như mắt, mũi, mồm, tay, chân cảm nhận được cũng sẽ tác động lớn lên dòng suy nghĩ của con người. Loại bỏ hoặc điều khiển được dòng tâm thức, chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Phật hoặc những vị chân tu đã đạt đến đẳng cấp của thiền định mà thôi. Biến suy nghĩ của mình thành thông điệp để gửi đến một vong hồn là điều bất khả kháng đối với người bình thường. Góc nhìn cũng không ngoại lệ. Cách khả dĩ bây giờ là hy vọng Thu sẽ nhập vào cơ thể Thanh để nói chuyện với mọi người. Lúc này Thu sẽ giao tiếp với góc nhìn như một người bình thường. Nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Thu. Góc nhìn cảm thấy rối bời, anh không biết phải xử trí ra sao. Thanh vẫn ngồi dí dao vào cổ Lai như một bức tượng, không nhúc nhích. Sau khi đắn đo, góc nhìn quyết định sẽ cố tìm cách giao tiếp với Thu. Anh lẩm nhẩm trong đầu, hãy nhập vào Thanh và nói chuyện với chúng tôi. Góc nhìn thiền cận ở chỗ này, bởi vì khi anh lẩm nhẩm như vậy, là anh đang nghĩ đến câu nói, hãy nhập vào Thanh và nói chuyện, chứ không phải nghĩ đến tình huống Thu nhập vào Thanh. Không những thế, chỉ trong tích tắc, bộ não góc nhìn lại tràn ngập những suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, về tính mạng của Lai, về việc Nhung là em gái của Thu, về vòng hoa, về dây thòng lọng, thậm chí là cả những suy nghĩ cũ hơn về câu chuyện của Tú vừa kể, chuyện về hai căn phòng, tất cả như một quyển album chi chít những hình ảnh được sắp xếp một cách hỗn độn không thể nào thu gom. Sau một lúc cố gắng, thấy Thanh vẫn không cử động, góc nhìn đành chịu đầu hàng, anh đứng im không còn biết nói. Tất cả Thanh, Lai, Tê và Nhung đều im lặng như những pho tượng trong triển lãm. Bất chợt lúc ấy đôi mắt Lai hấp háy mở ra, Lai đã tỉnh, anh nhìn Tê, nhìn Nhung, nói một cách khó nhọc. Hai người ra ngoài đi, chuyện ngày đã đến lúc phải chấm dứt, tôi là một nửa của câu chuyện, chỉ có tôi mới kết thúc được. Xem đôi mắt của Thanh, Nhung nói và đẩy nhẹ vào tay góc nhìn. Khác với đôi mắt vô hồn, ánh mắt của Thanh giờ đây đã có lửa, hai con mắt nhìn Lai rực sáng và căm thù. Thanh cất lên một giọng nửa đàn ông nửa đàn bà khiến Nhung và Tê dùng mình nổi gai ốc. Tên khốn, sao mày lại ra đây? Mày không dám đối diện với tao. Lai chậm rãi, anh không muốn thấy em như vậy. Và anh không thể điều khiển được lúc nào mình tỉnh, lúc nào mình mê. Anh là người bình thường, cái đó do cơ thể sinh học của anh điều khiển. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ em nói với anh những lời như thế. Từ bao nhiêu năm nay, anh luôn tôn thờ em. Chưa bao giờ anh có bất kỳ một ý nghĩ nào xúc phạm, dù là nhỏ nhất. Những lời nói của em vừa rồi, nó như hàng ngàn vạn mũi tên nghiền nát trái tim anh. Vậy là nãy giờ Thu nói chuyện với Lai trong cơn u mê. Có lẽ Thu đã chửi mắng Lai thậm tệ. Góc nhìn nghĩ thầm, vấn đề bây giờ là phải làm sao xoa dịu được Thu. Điều này quả thực quá khó. Góc nhìn bóp chán suy nghĩ trong khi đôi mắt không rời Thanh và Lai. Anh hy vọng Lai sẽ nói được nhiều điều xoa dịu sự căm thù. Nhiều năm qua, có ngày nào anh không nghĩ về em? Có ngày nào anh không xem lại những kỷ vật, những bức ảnh của em? Có ngày nào đôi mắt anh không nhỏ lệ vì em? Anh đã hèn nhát, anh đã bỏ mặc em chết một mình. Anh biết anh là thằng khốn nạn, nhưng không vì thế mà anh không yêu em. Đôi mắt Lai nhìn thẳng vào mắt Thanh và rưng rưng. Anh nói tiếp, anh đã thề là suốt cuộc đời này anh sống chỉ để nghĩ về em, nhớ về em, về những giây phút có em, những kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm nay anh sống như một cái xác suy vật hoàn toàn, bên ngoài cười nói đi đi lại lại, nhưng đó không phải con người thật của anh.
Chỉ đến đêm về, khi mà đôi bàn tay run run vuốt ve trên những tấm hình của em, những kỷ vật của chúng ta, anh mới thực sự là chính mình. Anh mới cảm thấy tâm hồn mình đúng là của một con người. Như em đã biết, anh là người con trai duy nhất trong một dòng họ lớn, cũng có nghĩa là người nối dõi duy nhất của dòng họ. Không chỉ bố mẹ mà cả dòng họ đều trông cậy hy vọng. Họ giúp anh lấy vợ từ vài năm nay, nhưng đến cả một rung động nhỏ nhất với người khác, giờ anh còn không có, thì làm sao có thể lấy ai? Anh không yêu, anh không lấy ai được, bởi vì trái tim anh không còn nữa. Nó đã chết từ buổi tối hôm đó, nó chết theo em, theo hình bóng của em. Chỉ có đêm về thì linh hồn mới quay lại, nhập vào anh để anh có thể rung động trước những kỷ vật của hai chúng ta. Tên khốn, mày câm đi, đừng lừa tao thêm một lần nữa. Thu nghiến răng, mặc dù đôi mắt cô đã đỏ hoe. Chị ơi, chị đừng như thế nữa. Chị nói được đến đây, Nhung òa khóc. Cô khóc nức lên như chưa bao giờ được khóc. Đã bao năm qua Nhung không được khóc, hay nói chính xác là cô không khóc được. Trong chốn bụi trần, Nhung lì lợm và chai cứng đến mức khó tin. Giờ đây Nhung muốn khóc bù cho tất cả những năm tháng đã qua. Em, đứa em gái của chị, vì chị mà em phải vất vả, vì chị mà em phải đau lòng. Chị thương em có biết không? Nhung khóc to hơn, cô lao về phía Thu, ôm chầm lấy chị, bỏ qua nỗi sợ hãi vì đây là một hồn ma, bỏ qua mối nguy hiểm với con dao trên tay. Thu bỏ dao xuống đất, run run vuốt ve khuôn mặt Nhung. Góc nhìn thấy đây là cơ hội tốt để lao đến cướp lấy con dao, nhưng sau một khóc đắn đo, anh quyết định không làm thế. Mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn nếu làm cho Thu bị kích động. Tất cả chỉ vì hắn, vì gia đình hắn, hắn đã làm cho chị ra nông nỗi này. Nhung quắc mắt quay sang nhìn Lai, đây chính là kẻ đã hại chị chết. Cô nghiến răng nói trong nước mắt, hắn hay gia đình hắn đã giết chị. Lai nhắm mắt lại tránh tia sáng căm thù của Nhung, nhưng anh không giải thích. Không phải thế em đừng hiểu nhầm. Chị căm thù hắn nhưng chị không muốn em hiểu sai sự việc. Chị sẽ kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước đây chị và hắn yêu nhau, như thỉnh thoảng chị vẫn kể cho em nghe. Gia đình hắn tìm mọi cách ngăn cản, họ bảo chị là con bé mồ côi, mất nết, rồi tuổi của chị và hắn không hợp nhau, số chị xác chồng còn nhiều lý do lắm. Nhưng sự thực thì họ đã nhắm cho hắn một con bé là tiểu thư con nhà giàu, có bố làm rất to ở trong chính phủ. Nếu lấy được con bé đấy, thì sự nghiệp của hắn sẽ lên như diều gặp gió, có thể thăng tiến nhanh và làm những chức vụ mà người đời mơ ước. Hắn là con trai duy nhất trong một dòng họ, chỉ đẻ toàn con gái, vì vậy hắn là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả dòng họ. Họ hy vọng khi cưới được con bé kia, hắn sẽ làm rạng danh dòng họ. Hắn không muốn xa chị, và chị cũng như thế, nhưng gia đình hắn ngày nào cũng quá quắt. Đầu tiên họ thuyết phục, rồi dọa nạt, cuối cùng họ thẳng nói thẳng. Cả dòng họ chúng tao không muốn thấy cái mặt của mày. Mày là thứ giá cáo, giá áo túi cơm bẩn thỉu, thứ con gái rẻ tiền, mày không xứng đáng được có mặt trong dòng họ của chúng tao. Mày nên biết thân biết phận, cút đi thì hơn. Ban đầu họ chỉ muốn hất cẳng chị đi cho con trai họ tự do yêu người đó. Nhưng qua thời gian họ căm ghét chị vì cho rằng chị cứng cổ lì lợm và luôn đối đầu. Sau nhiều tháng đấu tranh không kết quả, chị và hắn quyết định cùng nhau tìm đến cái chết. Để tượng trưng cho một tình yêu bất tử, cả hai quyết định sẽ làm một vòng hoa hồng kết hình trái tim ở ngay chỗ mà cả hai sẽ dã từ cõi đời. Vậy là một ngày chủ nhật, hắn đi mua hoa, nến cùng một số dụng cụ để làm trái tim. Chị ở nhà làm hai sợi dây, chị đã mắc sai lầm ở đây. Chị vốn không cao trong khi hắn lại khá cao. Khi làm dây treo cổ, chị lấy chiều cao của mình làm chuẩn để đo dây, sau đó buộc hai nút thắt. Khi mọi việc xong xuôi, cả hai đứa đưa đầu vào thòng lọng, hôn nhau lần cuối và đạp chiếc ghế dưới chân để quyết tâm ra đi vĩnh viễn. Mắt chị tối sầm và chị không biết gì nữa. Trong khi hắn thì không vậy. Hắn cao và vì vậy khi đạp chân ghế, hắn vẫn còn chạm đất. Hắn đã tháo sợi dây ra khỏi cổ và bỏ chị lại một mình. Mọi việc không đơn giản như vậy. Thu ạ, em hãy nghe anh nói. Lai mở mắt nhìn vào mắt Thu cố gắng thanh minh. Câm đi, mày không được phép nói ở đây. Rồi Thu nói tiếp, sau khi chết biết hắn không chết theo mình, chị đã vô cùng đau khổ. Em có hiểu sự đau khổ của một hồn ma là thế nào không? Không như người sống, hồn ma không còn thân xác để hưởng những cảm giác khoái lạc về vật chất. Cái mà mọi người hay gọi là linh hồn thực ra là dòng tư tưởng của người đã chết. Nó chính là cái tôi, bản ngã của mỗi người, nó tồn tại dưới dạng sóng điện từ. Khi còn sống, linh hồn tồn tại trong cơ thể sinh lý con người và điều khiển. Cả hai cộng sinh với nhau để tồn tại. Khi cơ thể đói, nó điều khiển con người đi tìm thức ăn. Khi cơ thể khác, nó điều khiển đi tìm nước uống.
Bên cạnh đó, khi linh hồn yêu một ai hay thích một cái gì, nó sẽ điều khiển cơ thể làm những hành động hòng đạt được mục đích. Tóm lại, cơ thể con người ví như chiếc xe, còn linh hồn là người tài xế. Khi linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, giống như người tài xế mất xe, không còn phương tiện giúp cho tài xế đi đến đích của mình. Nếu người tài xế bằng lòng dừng lại và chấp nhận sống không có xe thì không sao. Nhưng nếu anh ta vẫn quyết tâm đi đến đích, thì đó là một sự khó khăn và đau khổ tột cùng. Linh hồn cũng vậy, một kẻ tham ăn luôn cảm thấy đói và thèm khát, nhưng hắn không còn cơ thể để ăn nữa, vì vậy hắn luôn ở trong tình trạng thèm khát. Như em biết đấy, khi em ăn một miếng táo, lưỡi của em sẽ cảm nhận hương vị. Sau khi chuyển thành tín hiệu thần kinh truyền lên não và não phân tích hương vị ngon hay dở của miếng ăn. Linh hồn là kẻ tham ăn tìm cách cộng hưởng với loại tín hiệu này hòng thỏa mãn nhu cầu thèm ăn. Nhưng đấy chỉ là ảo giác, khiến hắn càng đau khổ hơn. Góc nhìn nghe như nuốt chửng tương lai, có nhiều điểm giống với những gì anh biết, nhưng cũng có nhiều điều anh chưa biết. Đây sẽ là một nguồn tư liệu vô giá cho anh trong quá trình sáng tác. Chị nói dài vậy để em hiểu, một hồn ma mang tâm trạng như chị sẽ đau khổ đến mức nào. Không còn thân xác, chị tồn tại bằng tư tưởng. Chị đã khổ sở đến cùng cực khi tràn ngập sự tồn tại bây giờ của chị là tư tưởng thất vọng và đau khổ khủng khiếp vì bị dối lừa, bị phản bội. Em cũng có thể hiểu là chị thực sự không còn. Những gì mà mọi người nghĩ là hồn ma của chị lâu nay thực ra chỉ là những tư tưởng oán hận, căm thù, bất mãn của chị mà thôi. Một người không còn gì phải tiếc nuối khi chết. Linh hồn họ rất bình an và thanh thản. Do đó tần sóng dao động của họ cấu tạo nên linh hồn rất nhẹ. Loại sóng này không thể tác động đến người sống. Những người như vậy thường đầu thai rất nhanh. Ngược lại một người chết như chị, sóng cấu tạo linh hồn dao động với tần số hết sức dữ dội và có thể tác động đến thần kinh người sống, tất nhiên là chỉ một số người mà thôi. Thu dừng lại và chỉ vào Lai, tất cả những đau khổ mà chị đang chịu đều do hắn mà ra. Nhung nín khóc, nhưng cô không biết phải xử lý ra sao trong tình huống này. Nhung luôn nghĩ chị mình bị sát hại, nhưng giờ mọi việc đã rõ. Chính chị cô chủ động đi tìm cái chết với mong muốn được ở mãi bên người mình yêu, nhưng không biết phải đổ lỗi cho ai bây giờ. Cô nhầm rồi, kẻ thù của cô không phải ai khác, mà chính là cái lòng hận thù của cô. Rõ ràng là nếu không có hận thù, thì cô đâu phải đau khổ. Vậy tại sao cô cứ phải tìm kiếm kẻ thù ở đâu xa, hay chiến đấu và tìm cách loại bỏ những cảm xúc tiêu cực của chính mình đi? Nếu không còn những cái đó, cô sẽ rất thanh thản. Người ta bảo, oán thù nên mở không nên thắt, huống chi cô còn có một sự hiểu lầm với Lai. Tê nhìn Thu và nói rõ ràng từng tiếng. Thu ngạc nhiên nhìn Tê, dường như giờ cô mới biết đến sự có mặt của anh. Cô nói, hiểu lầm, còn hiểu lầm gì ở đây? Xin em hãy nghe anh nói. Anh nói xong, em muốn làm gì cũng được. Lai nói và nhìn Thu bằng con mắt cầu khẩn. Thấy Thu không nói gì, Lai nói tiếp. Tối hôm ấy, anh đã quyết tâm cùng em ra đi mà không hối tiếc. Khi chúng ta cùng nhau đá chiếc ghế, anh cũng lập tức nghẹt thở, tối tăm mặt mày và rơi vào vô thức. Nhưng trong cái vô thức, bản năng sinh tồn trong con người trỗi dậy, anh hoàn toàn không phải do lý trí điều khiển. Nó tự động duỗi thẳng hai bàn chân để chân chạm đất, và sau đó tháo sợi dây khỏi cổ. Đây chỉ là những điều anh suy đoán, vì sau đó anh được biết nếu mình đứng nghiến chân lên cao hết cớ, thì cổ sẽ cao hơn nút thòng lọng, vì vậy không thể tự tử. Lúc ấy có người chạy đến, họ hô hoán lên và đưa anh đến bệnh viện. Một thời gian dài sau đó anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em, nhưng bố mẹ anh và người nhà đã cẩn thận, luôn cắt cử người canh chừng anh thật kỹ. Họ luôn sợ nếu anh chết thì dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự. Nhưng em biết không, cảm giác của anh lúc đó là cảm giác điên khùng. Anh không thể nào chịu nổi cảnh người yêu mình đã ra đi trong khi anh thì vẫn còn sống. Trước đây, một ngày không gặp em, anh đã nhớ muốn chết. Huống chi nghĩ đến việc không bao giờ được gặp em nữa, cha mẹ anh khóc lóc van xin và tỏ ra rất hối hận vì đã ngăn cản chúng ta trước kia. Họ cầu xin anh từ bỏ ý định tự tử. Mẹ anh còn dọa, nếu anh chết thì bà cũng đi theo. Sau đó họ đưa anh vào trị bệnh tại bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viện, người ta nhồi nhét vào cơ thể anh đủ thứ thuốc và dùng nhiều biện pháp tâm lý trị liệu, nhưng mong anh quên đi ý định tự tử. Suốt nửa năm trời luôn có người kè kè bên cạnh rồi uống, trích liên tục các loại thuốc, cuối cùng cái ý định chấm dứt cũng rời bỏ anh. Thực ra thì trong thời gian đó anh có dịp nhìn lại tất cả mọi chuyện. Anh mới nhận ra rằng ý định tìm đi cái chết của hai chúng ta là sai lầm. Chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có và không dám đương đầu với thử thách. Chết chỉ là một hành động trốn chạy chứ không thể giải quyết được điều gì. Không những thế, nếu chết, chúng ta sẽ vô tình đánh mất cơ hội làm lại chính mình. Chẳng phải trong muôn vàn những khó khăn, đau khổ, chúng ta vẫn luôn có nhau,
vẫn yêu thương đùm bọc nhau đấy sao? Anh còn nhớ khi bố mẹ anh mua nhà Hà Nội và bắt anh đến ở, anh đã kiên quyết không ở mà vẫn ở lại xóm trọ này để được gần em, để có thể gặp em bất cứ lúc nào anh muốn và để thể hiện cho bố mẹ anh thấy rằng anh không thể sống thiếu em. Hôm đó em đã ôm anh và khóc vì cảm động. Rồi còn vô số những tình huống khác nữa, nhưng có bao giờ anh không có mặt bên em? Có bao giờ anh để em phải tủi thân? Bố mẹ anh thuyết phục, năn nỉ, dọa nạt, đòi tư mặt, nhưng tất cả những cái đó không hề làm tình yêu cho anh, dành cho em bị lay chuyển. Khi đã quyết tìm đến cái chết như một lối thoát, khi đã đưa cổ vào dây thòng lọng, chúng ta đã không còn cơ hội để quay đầu. Giờ đây mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, anh cảm thấy hết sức căm ghét bản thân. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chết cùng nhau là lối thoát duy nhất? Và tại sao lúc ấy anh không sáng suốt hơn để dừng hành động ấy lại, để bây giờ cuộc đời anh phải ôm hối hận vì thiếu bóng em? Khi anh xuất hiện quay lại xóm trọ cũ, bố mẹ anh đã trả lại phòng cho chủ nhà. Họ thanh toán tiền và giải thích rằng anh không ở đây nữa. Họ nài nỉ anh đến ở với họ trong một căn nhà khang trang tại Hà Nội. Nhưng anh quyết tâm không đến, cuộc đời anh thiếu vắng em không còn ý nghĩa. Vậy thì nhà cao cửa đẹp, tiền bạc có ý nghĩa gì? Lúc xuất viện anh thề rằng cả cuộc đời sẽ không yêu bất kỳ một ai khác, rằng anh chỉ sống để nhớ về những kỷ niệm lúc còn em, về hình bóng em, để chắc chắn mình sẽ thực hiện được lời thề và để nhắc nhở mình không lúc nào được phép quên nó. Anh đã nghiến răng tự chặt đứt hai ngón chân út và áp út của bàn chân phải. Góc nhìn sửng sốt, Nhung sửng sốt và cả Thu cũng sửng sốt. Không ai ngờ anh chàng này lại có thể quyết tâm sắt đá đến vậy. Góc nhìn hướng đôi mắt về phía chân Lai, nhưng anh ta đi tất, xưa nay chưa bao giờ anh nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta hoặc là đi giày ngoài đường lúc lên công sở, hoặc là đi tất ở nhà. Đây là chi tiết không khiến Tê bận tâm lắm nên anh chưa bao giờ hỏi Lai. Giờ đây mới vỡ lẽ, thì ra Lai đi tất để che đi dấu khuyết điểm ở chân. Nếu không tin em có thể kiểm tra. Lai nhắm mắt nói tiếp, bàn tay Thu run run kéo trước tất trong chân phải của Lai. Đúng như lời Lai nói, bàn chân chỉ còn 3 ngón. Thu ngồi bệt, ôm mặt khóc. Em đừng khóc nữa, em hãy nghe anh kể nốt câu chuyện. Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, nên anh đành thuê một phòng khác, là căn phòng mà hiện nay anh đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi vì theo lời anh giải thích, căn phòng này anh ta ở liên tục bị bóng đè. Hóa ra căn phòng trống là căn phòng cũ của Lai, chứ không phải của Thu như mọi người vẫn nghĩ. Phòng thực sự của Thu chính là căn phòng bên cạnh. Anh có tìm hiểu thêm thì được biết trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến ở một trong hai căn phòng này, nhưng không ai ở lại được vì gần như bất cứ khi nào nhắm mắt là bị bóng đè. Anh biết là linh hồn của em vẫn còn vương vấn ở hai căn phòng này, nguyền rủa trách móc anh. Anh hoảng loạn thật sự, có lúc anh đã định chuyển đi nơi khác, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, vết thương ở hai ngón chân lại đau nhói, nhắc nhở anh không thể hèn nhát thêm một lần nữa. Vậy là anh ở lại, nhưng anh không dám lại gần hai căn phòng vì anh sợ đối diện với em, sợ phải nghe những lời trách móc, sợ em bất ngờ hiện ra chỉ vào mặt anh, mắng anh là thằng hèn. Vẫn có người đến và đi ở hai căn phòng, nó như một thông điệp của em gửi tới cho anh khiến anh suy nghĩ. Hằng đêm trong mỗi cơn mơ, anh thấy em, có lúc em đứng buồn bã nhìn anh hỏi vì sao lại thế. Có lúc em chửi mắng trách móc, anh không biết đấy thực sự là linh hồn em hiện về hay là trí tưởng tượng của mình. Anh lao vào nghiên cứu chủ nghĩa duy vật triết học Marx Lenin, hòng quên đi sự ám ảnh. Anh đọc một cách điên cuồng tất cả các học thuyết duy vật và ép mình phải tin rằng linh hồn không hề tồn tại. Một thời gian sau anh không còn mơ thấy em, đó cũng là thời điểm bà chủ quyết định đóng cửa hai căn phòng trống, không cho ai thuê. Lúc bấy giờ anh trở thành một cái máy trong đầu tiếp thu được vô số học thuyết về chủ nghĩa duy vật. Anh thuộc lòng triết học và sẵn sàng thuyết giảng mớ lý thuyết ấy cho bất cứ ai khi nào có dịp. Nhờ những cái đó mà người ta tin tưởng anh, giao cho anh nhiều trọng trách đáng được người khác ghen tị. Người ta tin rằng anh mẫu mực, đáng tin cậy và chắc chắn con đường công danh của anh sẽ rất sáng lạ. Không ai biết rằng mỗi đêm khi nằm một mình trong phòng, anh trở về với chính con người mình. Anh khóc như một đứa trẻ bên những tấm ảnh, những món quà của em. Thu lại bật khóc, cô không biết phải nói gì. Rõ ràng bây giờ cô đã hiểu Lai hơn, hiểu anh ta yêu cô thật lòng. Tất cả mọi người im lặng, mặc cho Thu khóc thỏa thích. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mình. Tê đang tính xem anh phải làm gì khi Thu đến khóc. Nhung chua xót nhìn Thu, cô thấy thương chị mình vô hạn. Cô muốn làm cái gì đó để giúp Thu nhưng lại không thể làm gì. Lai hết sức đau khổ khi thấy Thu khóc,
nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì cuối cùng anh cũng có dịp nói ra tất cả những gì chất chứa trong lòng. Và quan trọng hơn là được giải bày với Thu nỗi lòng của anh, điều mà dù có nằm mơ anh cũng không bao giờ tưởng tượng thấy. Anh nhắm mắt cố gắng ngăn nước mắt và thả dòng suy nghĩ trôi ngược về quá khứ, khi anh và Thu còn được bên nhau chia sẻ ngọt bùi, vượt qua bao thử thách gian nan. Khi ấy Thu đã nín khóc, góc nhìn lên tiếng, vậy là mọi hiểu lầm được hóa giải. Hy vọng Thu sẽ quên đi hận Thu để chúng ta sống thanh thản hơn. Tôi chỉ có một thắc mắc muốn hỏi Thu, không biết cô có thể vui lòng giải đáp với tôi không? Thu nói với giọng đã bình tĩnh hơn. Anh cứ nói, góc nhìn nêu lên thắc mắc mà anh vẫn canh cánh trong lòng. Kể từ buổi đầu gặp Thanh, tôi và cô vốn không quen biết, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma của cô. Trong câu chuyện này tôi là người vô can, vậy tại sao cô lại biết những bài thơ của tôi? Anh là một người có tinh thần mạnh mẽ, anh tin có hồn ma và sự tồn tại của linh hồn sau khi chết, nhưng anh không bận tâm, chỉ những cái đó khiến tôi không thể tác động lên thần kinh của anh để gây ảo giác về sự hiện hữu của tôi, như với Tú và sau này là Thanh được. Sự mạnh mẽ về tinh thần của anh cũng cản trở khiến tôi không thể tác động lên não bộ Tú, nhất là khi anh thường xuyên có mặt ở nhà và thường xuyên làm việc khuya. Nhưng chính sự mạnh mẽ ấy đã bị thu hút dòng tư tưởng của tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi tâm thức, nói một cách khoa học trong tư tưởng của anh, có những dao động phù hợp với cơ thể tôi, vốn cũng chỉ là một dạng sóng điện từ. Tôi cảm thấy dễ chịu khi được cộng hưởng với những dao động đó. Vậy là tôi đồn trú trong tâm thức anh và không ngừng đọc những dòng suy nghĩ. Tôi biết cách anh làm việc, sáng tác và cả những tình cảm hay sự đấu tranh nội tâm nữa. Góc nhìn dùng mình, khoan đã. Thời gian đó chính là thời gian mà tôi cảm thấy tính tình của mình có nhiều thay đổi. Tôi hay cáu giận, dễ nổi khùng và dễ có ác cảm với người khác. Có một lần mẹ tôi đã bảo với tôi rằng, bà đi xem bói về, ông thầy bói nói tôi bị một con tà đi theo. Lẽ nào con tà ấy là cô và những sự thay đổi của tôi là do tác động đó? Đúng vậy. Tôi vốn được cấu tạo bởi mật độ dày đặc của những dao động hận thù, bất mãn, nên khi tôi xâm nhập vào tư tưởng anh, tôi đã làm cho anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Không chỉ riêng tôi, trong tư tưởng của anh còn rất nhiều hồn ma nữa, tức là những hồn ma bị dao động của anh thu hút, nhưng họ chỉ là những hồn ma bình thường, không tạo nên một tác động nào đáng kể lên tư tưởng của anh như tôi. Mỗi người đang sống với đều có rất nhiều vong hồn ứng với mình, tùy vào tính cách của người đó phát ra những loại dao động thu hút loại hồn ma nào. Kẻ ác luôn trong đầu mình, vô số hồn ma của những kẻ giết người, đồng thuê chém mướn, những tên tội phạm trong khi người lương thiện thì ngược lại. Đó cũng là lý do mà người Việt Nam có tục cầu khấn ông bà phù hộ con cháu, không phải là mê tín như nhiều người thường nghĩ. Khi một người có một tư tưởng sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Ông bà hay người thân của hắn, nếu lo lắng thì sẽ cố gắng tác động vào tư tưởng để chuyển hóa nó thành những tư tưởng tích cực. Tất nhiên còn tùy thuộc vào khả năng của vong hồn, cái mà dân gian gọi là thiêng hay đề tâm đề tính. Người nào khi sống có đời sống tinh thần phong phú, khi chết sẽ có năng lực tốt hơn những người sống hời hợt. Khi ở trong anh, tôi biết anh làm việc, suy nghĩ như nào, và lẽ đương nhiên tôi biết những bài thơ, bởi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh đọc chúng. Tôi ghi nhớ những bài tôi thích và sau này đọc lại với Tú và Thanh. Tôi muốn hỏi một câu nữa, đấy là trừ 6 tháng đầu năm ở bệnh viện ra, còn lại Lai ở rất gần cô. Tại sao cô không xâm nhập vào tư tưởng của cậu ta để tìm hiểu nội dung sự việc? Nếu ngay từ đầu cô hiểu rõ mọi chuyện thì sau này đâu có nhiều chuyện đáng tiếc đến vậy. Thắc mắc của anh rất có lý. Nhưng lúc đó tôi luôn cho rằng Lai là kẻ lừa dối, là kẻ hèn nhát mà tôi thù hận. Vì vậy nếu xâm nhập vào Lai, tôi sẽ phải đọc những suy nghĩ rất khủng khiếp của anh ta về tôi. Ví dụ như Lai cười thầm vì tôi là một đứa con gái ngu ngốc và tin tưởng anh ta, hay những sự lừa dối mà anh ta toan tính với tôi từ trước. Giống như những người bệnh sợ uống thuốc, tôi không muốn hay đúng hơn là không dám thâm nhập vào tư tưởng của anh ấy. Đặc biệt là có một thời gian dài Lai mất dạng mà không để lại dấu vết. Đấy chính là khoảng thời gian mà tôi hoang mang, cần một câu trả lời nhất. Tôi luôn nghĩ rằng anh ta trốn tránh mình và đang vui vẻ ở một nơi nào, chứ không biết anh ta đang ở trong bệnh viện. Tại sao khi em chuyển vào ở trong hai căn phòng trống, em lại không thể nào gặp chị? Không những thế, em còn bị bóng đè liên miên. Cứ như thể chị muốn đuổi em đi, lẽ nào chị không muốn gặp em? Nhung cũng đưa ra một câu hỏi mà cô thắc mắc từ lâu. Em gái của chị đừng nghĩ như vậy. Chị muốn gặp em, chị muốn lao vào ôm em, muốn khuyên nhủ em, nhưng điều này nằm ngoài khả năng của chị. Em biết đấy, chị giao tiếp với người sống bằng cách tác động vào thần kinh và gây nên ảo giác.
Nhưng việc này chỉ có hiệu quả khi những người bị chị tác động có nhiều tần số dao động chung với tần số của chị, hoặc là những người có thần kinh rất yếu, không ổn định. Chị không muốn có ai vào ở trong hai phòng đầy kỷ niệm của chị, nên chị cố gắng tìm cách gây ảnh hưởng nhằm khiến họ hoảng sợ bỏ đi. Tuy nhiên không phải ai trong số họ cũng bị chị tác động, chỉ rất ít nhìn thấy được những hình ảnh mà chị đã cố đưa vào trong đầu. Đó luôn là cảnh lúc chị treo cổ bởi những giây phút ấy gây cho chị cảm xúc dữ dội nhất, và lúc đó chị bùng lên thù hận. Thanh và Tú là hai người có tâm lý rất mâu thuẫn và yếu ớt, luôn xảy ra sự đấu tranh nội tâm. Chính cái tâm trạng không ổn định khiến họ sinh ra ảo giác và nhìn thấy chị như một người sống. Đặc biệt Thanh lại còn có tiền sử bệnh thần kinh, nhưng cái ấy khiến chị có thể tác động lên Thanh mạnh đến mức sai khiến được anh ta làm theo ý mình. Chị đã thử với Tú nhưng hiệu quả không cao lắm. Còn chuyện bóng đè, chị không thể nào tự chủ. Chị tồn tại trong hai căn phòng, sau đó năng lượng sóng và từ trường nơi đây mạnh hơn gấp hàng trăm lần nơi khác. Đó là những năng lượng gây nên ảnh hưởng xấu với thần kinh con người. Lý do vì sao người ngủ trong hai căn phòng này đều bị bóng đè. Khi nói những lời cuối, Thu tỏ ra nặng nhọc và khó chịu, mồ hôi đầm đìa, tiếng nói ngắt quãng, cố gắng gượng nói trong tiếng thở gấp. Tôi sắp phải đi rồi. Sở dĩ tôi tác động được lên tư tưởng của người khác bởi vì tôi có sự dữ dội của lòng hận thù. Giờ đây những cái đó đang mất dần. Tôi sắp trở thành một hôn ma bình thường. Tôi không thể duy trì trạng thái này lâu, cũng như sau này không thể hiện trong bất cứ ai nữa. Nhung bỗng cảm thấy cuống, vậy là cô sắp phải chia tay Thu vĩnh viễn, sẽ không bao giờ còn cơ hội để được nghe Thu nói chuyện nữa. Không bao giờ được Thu ôm ấp vuốt ve. Nhung cầm tay Thu lắp bắp. Thu vuốt ve khuôn mặt Nhung. Em gái, hãy sống cho thật tốt. Đừng để bố mẹ và chị phải đau lòng vì thấy em đau khổ. Cả nhà sẽ luôn nghĩ về em, luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Sau đó Thu cởi trói cho Lai. Anh à, em xin lỗi. Sau khi chết em cũng đã nhận ra chúng ta sai lầm khi cùng nhau tìm đến cái chết. Nhưng sự cố chấp khiến em luôn muốn anh phải chết theo em. Em đã tiếp xúc với hồn ma của nhiều cặp đôi chết cùng nhau. Như vậy, họ đang phải chịu sự dây vò khủng khiếp. Bởi vì khi đã cùng nhau chết, họ có thể cảm nhận rất rõ ràng tình cảm người kia dành cho mình, nhưng lại không thể nào lao vào ôm nhau, hôn nhau hay nắm tay nhau được nữa, bởi vì họ không còn thân xác để làm việc ấy. Điều đó cũng ví như hai người yêu nhau, tha thiết, nhưng lại không bao giờ được ở gần bên nhau, yêu nhau nhưng không thể có nhau trong vòng tay, còn gì đau khổ bằng. Khi sống dù có bao nhiêu khó khăn, con người vẫn luôn có một cơ hội. Cho dù cơ hội đó có mong manh đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng không bao giờ là không có. Trái lại khi chết, tất cả sẽ trở thành ảo vọng và cơ hội cũng chấm dứt. Anh hãy sống thật tốt, em vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh, nhưng tình cảm ấy bây giờ đã được san sẻ một phần cho Tú và Thanh. Khi nào gặp họ, anh hãy gửi lời chào của em đến hai người. Lai cố gắng quỳ lên dù đôi chân vẫn còn tê cứng, anh cầm tay Thu nói trong tiếng nấc. Em đi đây. Nói xong câu đấy, Thu dùng mình và cả cơ thể của Thanh ngã vật xuống đất. Hai tuần sau, sáng Chủ nhật, 16 tháng 8 ngày. Tại quán cà phê mờ trên phố Chùa Láng, góc nhìn Thanh, Lai và một cô gái nữa, chưa rõ danh tính đang cùng nhau trò chuyện. Bọn họ dường như đang chờ ai. Một chiếc xe máy dừng trước quán điều khiển. Phía sau là một anh chàng tay trái và chân phải anh ta giấu kín sau những cục bột to đại tướng. Anh ta để chiếc nạng trên đùi và dùng cánh tay còn lại bám nhẹ vào hông cô gái. Đó là Tú và Nhung. Hai người xuống xe, Nhung giúp Tú bước vào quán. Sau khi chào hỏi mọi người, Tú đưa mắt nhìn cô gái lạ. Góc nhìn bộ giới thiệu. Giới thiệu với Tú và Nhung, đây là Thoan, bạn anh. Thoan cũng là một độc giả theo dõi bộ truyện Oan Hồn trong xóm trọ, kể từ khi anh quyết định post từng phần của câu chuyện. Cũng như rất nhiều độc giả, Thoan có nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Vì vậy hôm nay, nhân dịp chúng ta gặp nhau đông đủ ở đây, anh đưa Thoan đến với tư cách là một độc giả muốn tìm hiểu rõ tất cả nút thắt trong câu chuyện. Góc nhìn, nhấp một nhụ cà phê, anh nói tiếp, còn giới thiệu với Thoan, đây là Tú, kia là Nhung, hai nhân vật quen thuộc mà chắc em đã biết. Sau khi chào hỏi xã giao và nói chuyện phiếm một cách vui vẻ, đến phiên mọi người nhường cho Thoan vị trí trung tâm để cố chất vấn. Thoan hơi lúng túng, nhưng được sự ủng hộ của mọi người, cô mạnh mẽ lên tiếng. Chi tiết đầu tiên em thắc mắc là tại sao khi anh Thanh và chị Thu yêu nhau, anh Tú ở cạnh đó cảm thấy khó chịu và đã tỏ thái độ ra mặt với anh Thanh, nhưng lại không nhắc đến chuyện trong thời gian đó, chị Thu có gặp anh Tú và mối quan hệ của họ tiếp tục ra sao. Góc nhìn chưa kịp lên tiếng thì Tú đã nói, không,
Kể từ lần gặp Thu ở trong căn phòng trống cùng hai sợi dây thòng lọng, anh không bao giờ được gặp Thu nữa. Anh vẫn rất yêu Thu, nên dù sợ, anh quyết ở lại sống trọ, với hy vọng một lúc nào sẽ gặp lại cô ấy, và nghe cô ấy giải thích tất cả. Tiếc là chẳng bao giờ anh gặp lại. Khi Thanh chuyển đến, nhìn Thanh có những biểu hiện khác thường, như hay mang ghế ra ngồi trước nhà, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai, ánh mắt mơ màng. Anh đoán Thanh có thể đã nhìn thấy Thu, giống mình năm nào. Anh cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vì rõ ràng Thu có biểu hiện trước mặt người khác, nhưng lại không liên hệ với anh, để cho anh một lời giải thích. Đồng thời anh cũng có ý định ngăn cản Thanh vì không muốn cậu ta vấp phải sai lầm giống mình. Thoan gật gù, thì ra là vậy. Vậy cũng có nghĩa là Nhung tuy có mặt ở xóm trọ, cả lúc anh Tú và chị Thu yêu nhau, và sau này là Thanh, nhưng cũng không thấy chị Thu phải không? Đúng vậy, mình chưa bao giờ thấy chị mình kể từ khi xảy ra biến cố. Tất cả những hình ảnh mọi người thấy về Thu chỉ là ảo giác trong đầu thôi. Thoan tiếp tục, có một chi tiết em thấy không logic. Đó là trước đây, chị Thu hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối, sau 6 giờ, nhưng trong phần 3 thì dường như mọi chuyện diễn ra ban ngày. Góc nhìn trả lời, cái này do anh viết không khéo, khiến độc giả không có khái niệm rõ ràng về thời gian. Nhưng thực ra chỉ cần phân tích một chút là có thể thấy, một là buổi trưa Lai thấy Thanh mua hoa quả, sau đó Lai gặp anh ở xóm trọ, tức là lúc đó đã khá muộn, tiếp sau anh vào phòng Thanh chụp ảnh, rồi sang phòng Lai để biết tin tức Tú bị tai nạn. Rồi nói chuyện với Nhung, từng đấy biến cố đủ để chúng ta hiểu rằng anh và Nhung có mặt ở bệnh viện đã là buổi tối, anh mắc sai lầm khi không tả kỹ diễn biến của thời gian. Thu thường xuất hiện vào buổi tối, vì theo anh, đó là giờ người ta trở về nhà sau một đêm mệt nhoài, căng thẳng, uể oải. Ngày Chủ nhật mọi người đều thoải mái về tinh thần, nên Thu ít xuất hiện. Và lại khi những biến cố cuối cùng diễn ra, Thu không trực tiếp xuất hiện, mà chỉ hành động thông qua Thanh, vì vậy cũng không nhất thiết phải là buổi tối. Vâng, vậy em đã hiểu. À còn nữa, những bài thơ xuất hiện trong phần 1, rõ ràng là về trình tự thời gian, thì chị Thu không thể là người quen biết anh được. Vậy tại sao chị lại biết những bài thơ? Thoan tiếp tục chất vấn. Nhung lên tiếng nhưng góc nhìn gạt đi, anh nói. Cái này sẽ được giải thích trong phần 4, và cũng là phần cuối của câu chuyện. Vâng, còn một chi tiết cuối cùng, đó là tin nhắn có cái hình mà anh nhận được. Góc nhìn lúng túng, anh trả lời, câu hỏi này thú thực là quá khó, anh không biết thực ra là nó thế nào. Nhưng anh đoán có lẽ linh hồn của Thu tồn tại dưới dạng sóng điện tử, nên cô ấy có thể đã tác động vào sóng điện thoại để tạo ra một tin nhắn, tuy nhiên anh không tin tưởng vào khả năng này lắm. Đúng lúc này, điện thoại của góc nhìn reo vang, anh xin phép mọi người đứng lên nghe máy. Thái độ của anh kỳ cục, vừa nghe điện thoại anh vừa vặn vẹo đôi môi, rồi lại vân vê chòm râu ngắn cún. Được rồi, mình sẽ về sớm liên lạc lại với bạn, đừng căng thẳng. Đoạn anh trở lại bàn cà phê. Có chuyện gì? Lai hỏi. Góc nhìn vừa khuấy những viên đá trong cốc cà phê. Có lẽ tớ sắp có một cuộc phiêu lưu nữa vào thế giới tâm linh. Lần này xem ra không kỳ dị như câu chuyện của chúng ta, nhưng về mức độ thương tâm thì chẳng kém. Trời ơi, thật đáng tiếc là bọn em không được là nhân vật trong câu chuyện mới. Nghĩ đến em cứ thấy hụt hẫng thế nào. Trong chuyện này, bọn em đều là nhân vật quan trọng. Nhưng chuyện sau là một dàn nhân vật khác chẳng có liên quan đến. Nhung vừa nói vừa liếc sang phía Tú. Tú cười oang oang, mà nay bận gì thì bận, thỉnh thoảng ông phải qua xóm hỏi thăm mọi người, suốt ngày mất tâm. Cả ngày có hôm ở bệnh viện cũng thế, may mà có em Nhung chăm sóc, chứ không thì tôi cũng chết vì tủi thân. Rồi Tú quay sang nhìn Nhung với ánh mắt trìu mến. Nhung lúng túng đỏ mặt, cô cụp hai mi mắt cười nhẹ. Góc nhìn không nhịn nổi cười, ở đây lại có người đang muốn cưa sừng. Tất cả những cười vang trong sự bén lén của Nhung, Tú vừa cười vừa nói, nhưng tôi lại thích câu, trâu cưa sừng cơ, đụng vào mấy con nghé non, dễ phải bóc lịch. Mọi người lại cười ầm ĩ, Nhung xấu hổ, cô đấm thùng thụp vào lưng Tú. Đợi mọi người cười dứt, Thanh lúc này mới lên tiếng, à, mà anh định đặt câu chuyện tiếp theo tên là gì? Góc nhìn đắn đo một lúc, đoạn anh trả lời, có thể nó sẽ là những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám.